xuống nó kia nó không? Không kia nhiều rồi nè. Dữ. Chi Phạm Thị có mới tới comment mãi không số điện thoại mới được chi vậy? Soạn đồ len ra, soạn mắt len ra mà chưa có thời gian soạn luôn mấy chế yêu. Quen luôn mấy chế, có gì để mai ha. Bông này, 1, 2 nè. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3 nè. 4 nè. 5 nè. Rồi 6. Rồi 6 cái phần bông này là em sẽ tặng luôn nha cả nhà nha. Không mua ra cũng không bán, tặng luôn nha cả nhà yêu nha. Rồi mình vô rồi, cái mình chia sẻ bài nhanh tay giùm em nè. Rồi 6. Rồi 6 món đồ trang phục bom em sẽ tặng luôn nha mấy chế yêu ơi. Nhiều nóng Hàn Quốc hết rồi chế. Nhiều nóng Hàn Quốc hết rồi ha. Nói chung sale bỏ, bỏ mẫu là hết luôn rồi mấy chế yêu ơi, không có còn nữa. Rồi cả nhà ơi, chế nào vô rồi ha. Chia sẻ bài lên giùm em cái đó, rồi mình comment mã tặng bom ha. Thấy bom là buồn thiệt luôn. Buồn thiệt, buồn thiệt. À không, cái bộ đó bộ đá. Đá xin cái này. Trời ơi, vậy mà còn cũng có làm lại luôn hả? Rồi cả nhà yêu ơi, vô comment giùm em mã tặng bom nha. Còn thế không? Rồi tặng bom nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6 món. Rồi 6 món, comment giùm em chịu tặng bom nha mọi người ơi. Rồi nhanh tay vô ha, xe bài lên giúp em. Một tặng Nguyên Minh. Rồi bắt đầu em lên đồng giá. Một tặng Huệ Minh. Đồng giá 49 sơ mi hôm nay sẽ lắm hết chứ ơi. Chắc sẽ thiệt thôi phải nói. Một tặng Nguyễn Lan. Rồi nhanh tay em bây giờ chị nào chưa chia sẻ, nhanh tay chia sẻ chị ở cái độ công khai nha. Chia sẻ cái độ công khai thì em sơ mi ngày hôm nay chị quên tối hết chứ ơi. Quên tối rồi. Chị còn ba ơi. Sơ mi ngày hôm nay chị bán bây giờ chị ăn 49 ca đồng giá. Có kem dưỡng trắng nhanh chóng không? Kem dưỡng trắng nhanh chóng mà. Kem dưỡng trắng nhanh chóng thì không có rồi, dưỡng trắng bình thường trắng. Bình thường từ từ thì có, còn mà muốn dưỡng trắng nhanh chóng thì chỉ có đồ tẩy với hạ da thôi. Tặng
tặng bom cho Trịnh Châu Trúc. Chứ không có cái gì nhanh chóng mà được tốt thế mới chứ. Tặng Ngọc Hân, Ngọc Hân. Cái gì cũng phải hết theo một cái quy luật tự nhiên hết. Da mình nó phải đào thải từ từ rồi nó mới trắng lên được. Ờ, tặng chị Hằng Lê 071. Tại mà nói mà kem mà mới xài ngày 1, ngày 2 mà trắng rồi là em không có bán. Cái chị hãy cẩn thận đối với những sản phẩm trắng nhanh nha mấy chị. Trắng nhanh thiệt luôn á, nói mà xài ngày trước, ngày sau mà trắng rồi là em không bao giờ cho bán cái sản phẩm đó rồi đó. Hũ mắt vàng, à cái hũ này là sát thơm mà có đèn á cả nhà yêu. Sát thơm mà có đèn ha. Rồi cái này, hai cái hũ này là em sẽ tặng cho mấy chế yêu nha. Tặng quà tặng may mắn cho hôm nay á. Mọi người vô mình xem bài rồi mình. Em đặt hàng mà không được người đặt được hàng bom. Có thấy Thu Anh Nguyên này nhanh tay là được thôi Thu Anh Nguyên ơi. Tặng bom hết chưa? Rồi ghi giùm em chi ơn 49k. Rồi chi ơn 49k cả nhà ơi, chi ơn 49k. Chỗ sơ mi hôm nay form to đẹp và vải thì siêu siêu xịn hàng hàng. Thế nó đâu xèo ra mấy chế. Toàn là mẫu hết hết xịn sò. Rồi chi ơn 49k mình vô cái mình chia sẻ bài được em để mình chốt hàng ha. Rồi, đúng rồi. Hôm nay có áo khoác, có bộ đá xịn, bộ sơ mi xịn sò ha. Rồi nói chung là nhiều. Rồi đây cho mấy chị yêu nha. Chị ơn mấy chị 49k thôi. Cả nhà ơi, form này là form to, giống quần nè. Form này form to nè. Form này to hơn áo lên mặt nữa. Form này form 57-58, cái độ bèo ok mấy chứ. Đây mặc giống quần cũng được, mà đóng thùng cũng ok. Phối với quần rinh hay chân váy thì đều được hết ha. Rồi 49k. Dạ bây giờ đang chị ơn 49k nha. Khách chia sẻ bài viết giùm em cái vô mua hàng 49k ha. Hôm này 57 cái độ bèo ok, chốt giùm em mã 1. Còn em mã 1 49k, chốt mã 1 giùm em mấy chị yêu. Vải siêu siêu đẹp. Mấy chị nhìn chất vải nè. Trời ơi nhìn cái chất nè, bán 49k ha. Rồi 49k comment giùm em mã 1 cho em. Chốt giùm em mã 1 cả nhà ơi. Rồi chế là mấy chị ghi bài giùm em mà mấy chị. Số 1 chị Nguyên Lê. Mấy chị không xe bài nữa rồi sao, chốt hàng giùm 1 ha cả nhà ha. Hôm 57 cái độ bèo ok luôn á. Sơ mi cực kỳ dễ mang, phối với quần cũng được nè, quần rinh cũng được nè, quần tây cũng được, thắt quần đùi cũng được, nói chung là không mặc cỡ nào cũng được. Một con, một con vải bao đẹp, một của Bảo Kim Hương. Dạ cái đấy mà không còn cái đấy mặc em bán từ đợt trước rồi. Chế nào lấy một chốt một giùm em. Mã số 1 của Dung Ngọc. Ở mấy chị chốt trong live trưa nay tối nay và ngày mai thì bên mình ngày mốt mới gọi chốt đơn và gửi hàng nha. Thì chị nào mà có đơn rồi cho đi hàng em chứ đừng có đặt ra rồi xả bên em không chốt lại mấy chị. Thiệt luôn á, chị nào cứ đặt cái là hết một là chốt lộn, hai là hỗ trợ mới chốt được có 2-3 món thì thôi xả cho chị đi. Đó là cái thứ nhất, cái hai là chốt lộn, ba là chốt dùng, em không có chốt lại nữa nha. Cứ lấy cỡ thì mà xả hàng thôi, em là có đen có trắng. Anh Mingo đơn với anh Mingo gửi rồi nha, hôm qua gọi chốt đơn mà nói là giữ đơn cho anh Mingo và sau like không gọi lại và gửi đi là không không cần gọi lại nha chị. Rồi em này có đen trắng, có xanh phải không? Phải như xanh phải. Rồi có đen trắng, không phải xanh. Rồi có đen trắng ha. Đen trắng cả nhà yêu ơi. Phải xanh không? Không, xanh một chút. Rồi cả nhà yêu ơi, nó luôn hay không? Thành tóc xanh nè, đen trắng xanh luôn. Phải đó, không phải không? Phải không? Không phải không phải, cái này là nước mà. Không, cái này là nước đúng không? Rồi đen trắng thôi mấy chế yêu. Rồi này chỉ có đen trắng thôi mấy chế. Rồi comment giùm em mã số là 6 kèm màu. Form 5556 được về ok, 6 đen và trắng. Đây, 2 cái áo sơ mi cần thiết trong tủ đồ. Lúc nào cũng phải có 2 cái. Có gợp chung luôn hết nha, Mingo gửi đi rồi nha. Lúc nào cũng phải có 2 cái màu này hết đúng không mấy chế yêu nha. 6 đen và trắng, 5556 cái được về ok. Trong tủ đồ mình cỡ nào cũng phải có. Mặt không, mặt đóng thùng ha. 6 đen trắng. Bây giờ chốt rồi đi rồi mới chơi, giờ hỏi kiểm tra đơn mấy chị nhắn tin cho em nha. Giờ bên em like mà thấy chị đang kiểm tra đơn đi chưa hay phải là báo trắng Kiều Nguyễn. Kiểm tra đơn dùm chị là em thua mấy chế. Cố gắng thì đây này đơn có hỏi chốt là có đi rồi ha. Mã 6 trắng Nhi Phạm. Đó hoàng trắng đen. Đó hoàng trắng đen. Lên đây là mình chỉ việc chọn thôi nha mấy chị. Còn hàng thì bên mình chốt qua điện thoại và nhắn tin nhắn nha. Thắc mắc đơn hàng thì nhắn tin dùm em nha. Sáu hoàng trắng đen. Mã 6 đen của Nhật An. Sáu hoàng trắng đen. Đá đồng giá nha mấy chị ơi. Đồng giá chị 49k mấy chị vô mình chia sẻ bài. Mã 6 trắng Huy Nguyên 314. Chị ơn cho mấy chị yêu nè. Đó còn trắng đen. Chị ơn ngọc vàng. Vải đen. Vải đen con đèn nghĩ sao. Mua cái sơ mi. Mã 6 trắng có Trọng Lê. Mua cái sơ mi mà có 49k mấy chị yêu. Mình đi may tiền công may cái áo là cả trăm hơn trăm ngàn rồi đúng không. Đây nè 6 còn trắng đen. 6 hai màu trắng đen. Khách mới, khách mới nhớ nhận cái đơn hàng đầu tiên là hắn lên chút xíu chiếc em nha. Cái sơ mi đơn giản mà đóng thùng vô siêu siêu đẹp. 6 phần trắng và đen, một trắng và đen.
Đỏ còn trắng đen nữa chị yêu ơi. Đỏ còn một trong một đống trắng luôn, trắng màn hình luôn nè. Đứng lại mà. Nhiều khi không làm các chịu khổ luôn á. Bả xấu trắng đó nè Maria. Xấu màu đen. Bả đen thôi. Rồi xấu màu đen đó chứ yêu. Xấu màu đen thôi hả? Xong 5556 rồi vậy ok hết xem. Xấu màu đen. Bả xấu đen của Tuy Nguyễn 989. Bả đẹp chưa? Không phải 55 ký thuộc về mang luôn. Bả đẹp khủng khiếp. Mấy chén gì phải đẹp ghê gớm chưa cả nhà yêu ơi. Cái này cầm bang dùm em mã số 10. Xấu màu đen. Mã số 10 không 55 ký thuộc về ok. Xấu đen ly ra đặng. Chốt mã 10 dùm em. Chốt dùm em mã số 10. Chốt dùm em mã số 10. Mã xấu đen của Huỳnh Cương. Hết chưa? Còn một xấu đen. Một cái xấu đen là mã số 10. Mã trắng với nhau chị. Cái yêu thảo. Bán cho mấy chế 49 cao. Cái này bán cho mấy chế. Mã số 10 của anh Oanh. 10 còn. Xấu đen thì còn một cái. Mã số 10 của Khang Gia. 10 còn một. Bé cục giấy ra đâu anh em. Một giấy có gì ở trong đó. Cách mới nhớ cùng anh mãi trên phóng thoại với anh em đi chơi. 10 còn hết em. 10 còn 1. Mã số 10 chị Tiên Phan. Ngày mai like trưa nay, like tối nay và ngày mai có 2 like nữa thì mấy chị tha hồ thoải mái chọn em nha. Và thứ hai bên mình bữa nay sẽ gọi chút đơn cho đi hết thì mang cho mấy chị không giữ đơn nha. Mã số đen của Hào Nguyễn 279. Rồi cái này chốt 13 có như một em mọi người nha. Chốt 13. Có kiểu áo công sở không em? Công sở cũng có, nó chế sơ mi rồi áo kiểu công sở có hết rồi cả nhà. Đây về khối như một em giùm em nha cả nhà nha. Chốt hả chưa? 13. 13 cả nhà ơi, vải đẹp lắm lắm luôn. Mã 13 của gạo gạo. 13, thế thôi chốt mã 13 con. Rồi chốt 13 giùm em nha. 13 thì Dương. 13 con. 49k. 13 quân Lê. Cái gì cũng có mấy chế. Thì cần chia sẻ bài đi. Cái gì cũng có. 6 hết trang. 13 con. 13 cái gì Yến Yến? Mã 13 mấy chế ơi. Mã 13 xe bài lên giùm em. Cái gì cũng có mấy nè. Mà chi ơn giá sốc không. 13. Có gì một eo luôn ha. Mã 13 Ngọc Thanh. 13 con. 13 Trần Tiền. Mười ba Nguyễn Thanh Nhàn. Thôi 57 cái đội về ok. Thôi 57 cái đội về ok mới chế đi. Comment mã 22. 22 giùm em. Chốt 22. 22 giúp em nha. 49k con cái áo này. Áo mặc còn không? Vải đẹp cực kỳ. Có okay, nó mới chế. Để thiếu không? Chưa biết số liệu cụ thể như gì. Bao nhiêu đây? Mã 22. 22 cả nhà ơi. Vải dây đẹp. 22 của Nguyên Minh. 2 túi nè. Rồi chốt 22. 22 của Bảo Kim Hương. Cái 2 còn 1. Không, không phải, phải nói. Hết chưa? Còn 1 hết 2. Mã 22 của Trinh Trinh. Ôi, chịt luôn á. Còn, thôi cái phong dấu quần 57 ký độ về ok, chốt sắp xanh. 57 ký độ về ok, chốt sắp xanh. Phong dấu quần, phải nhảy đi. Comment sắp xanh. Comment sắp xanh. Mấy này hả? Mặc lạ hả? Mùa này qua tới mùa khác không bao giờ sợ lỗi hút. Cả nhà yêu, sọc xanh hả? Chốt sọc xanh giùm em. Vải dày dày. Chốt giùm em sọc xanh. Comment sọc xanh giùm em mấy chế yêu ơi. Chốt giùm em là sọc xanh nha mọi người nha. Comment giùm em là sọc xanh. Chốt sọc xanh. Sọc xanh cho em. Áo mặc còn xíu lên nha mấy chị. Rồi chém hồi nãy sọc xanh, chốt sọc xanh giùm em mấy chị yêu. Sọc xanh được 3. Sọc xanh đẹp rửa mà. Mấy chị nhớ mấy cái áo nào. Mấy chị nhớ mấy cái áo xịt nào. Chị nào lấy sọc xanh chốt. Mã sọc xanh của Ngân Kim. Không to. 22 hết nhân viên mình có 1 thôi nha. Đây mấy chị thêm à. Theo phiền sau nè. Theo phiền sau nè. Còn thấy Phương Ngô. Theo phiền chú ha. Theo phiền sau. Theo phiền chú. Mã sọc xanh Thiếu Anh. Thiếu Anh. Phong 55 cái đội ok. Thấy chị men. Comment thì men là trắng. Comment thì men là trắng. Theo phiền chú. Theo phiền sau. Sọc xanh của 1 và trắng. Sơ mi trắng như đời vẫn trắng.
Rồi cả nhà ơi, comment trắng giùm em nha. À, xong xong nó Ngọc Thiên Nguyễn bố của mình địa chỉ. Thì 49k cái áo mấy chị ơi, mua cho em chụp áo về mặc thay đổi cho nó sướng. Theo nha, theo chụp tiếp ra áo mà mấy chị nhìn hình theo nè. Rồi comment trắng giùm em. Comment trắng giùm em. Chân váy không chứ Du ơi. Em đang săn thêm chân váy giùm em cho mấy chị cái này trước. Mã trắng Út Hiền. Mã trắng Dung Ngọc. Mã trắng còn Nguyễn Nhàn đã nhận được đơn hàng đầu tiên cho Nguyễn Nhàn ơi. Mã trắng chị Châu Gia. Mã trắng Phan Hà Lâm cái đầu đèn mang ok chứ. Mã trắng Trọng Lê. Bao chất. Trắng còn đây này còn men. Trắng còn Nghiệp Hà. Trắng còn men giùm em mã số là 35. Rồi chốt mã 35 cho cái xanh này chị. Chốt 35 cái gì mà đẹp nhất. Còn men 35. Chốt này mã 35 giùm em. 35 được 3 cái. Ngọc Thiên Nguyễn ơi, địa chỉ là inbox chứ đừng bình luận trên like chứ chị thông biệt giùm em nha. Rồi, được 3 cái, mã 35. Mã 35 của Trinh Trinh. 35 nè. 35 Phương Lê. 35 phần 1. 35 Nguyên Minh. Rồi, mấy chế yêu ơi. 52 cái cam mấy sau không phải ok. Kim Hồng chưa về kịp rồi, Bảo Ân ơi. Rồi cả nhà ơi, cái này comment 39. 39 giùm em. 39 giùm em, 52 cái cam mấy sau chốt 39. Comment mã 39 cho em đi chị em. Mã 39. Chốt 39 giùm em ha. Nguyễn Nhàn ơi, Nguyễn Nhàn đi để điện thoại của mình cho bưu tá báo là 39. Ngày hôm nay gọi điện chốt gọi điện không nghe máy nè. Mã 39 cho mấy chị. Rồi chốt 39 cho mấy chị. 39 Ngọc Thanh. 39 Oanh Oanh. 39 Phương Lê. Ba chín Nguyễn Hoàng Uyên Vi. Các bạn này đẹp lắm luôn á, em này có hồng đen. Ba chín Diễm Thi. Em này có hồng đen, trời ơi, hơn 55 chứ ok hết nha. Em này có hồng đen. Em 40 kèm mà, trời nó chén nhớ với các bạn mà hồi đợt là. Hồi đợt mà nó hàng 89 cái hàng cái, nó chết. Cái chết này nè, mấy chú đi. Cái này người ta gọi là gì ta? Hết mã 39. Đi ngang Hàn Quốc hay gì đó, mấy chú yêu ơi. Hay Yến, Yến, Yến. Con cả nhà yêu ơi. Này có đen hồng. Đen hồng. Chốt chị em là 43 kèm màu. 55 chứ đồ bè ok hả? 40 hả? Phải không? Mà 40 đương nhiên 3. 40 kèm màu. 40 kèm màu. 40 màu gì? 40 hồng. 40 kèm màu nha em, hồng đen. 40 đen ngân kim. 40 hồng đen. Hả? Rồi 40 hồng đen. 40 hồng chọn lên. Bưu tá giao kêu giao thứ hai mà. Ok Nguyễn Nhàn nha. Nếu mà đã liên hệ được với bưu tá rồi thì chờ nhận cái đơn hàng đó xong rồi hãy đặt lên đặt tiếp giúp mình đi Nguyễn Nhàn. Cũng không đặt, cũng ghi đi đâu không biết hả? Ờ được không? 40 còn hồng đen. 40 hồng đen với chị mình cứ ghi giá nó gì? 49k với chị ơi. 40 hay 43? 40 43 thì được tại sao? Ok. Rồi một mã là hai luôn nha mấy chị. 43 đen đen của Trần Thị Nhung. Tại em lỡ đặt hai mã cả nhà. Cung dầu hết rồi giờ Dương Nguyễn ơi. Chị hôm nay chị có hai hộp quà tặng là sáp hơn có đèn thôi. 43 đèn Diễm Thi. 43 còn cái hộp. Cái đó không phải gì đâu. 43 chỉ còn cái hộp, 43 hộp của Thiếu Anh, Thiếu Anh. Ở hết mã 43. Dạ cho bé không còn cái yêu áo mặc nè. Chỉ nào lấy áo mặc trước, áo mặc 55 chứ được vậy ok. Trước thì đem là áo mặc. Rồi áo mặc của Huệ Minh. Chị nào hỏi áo mặc nãy giờ nhanh tay nhanh chị số lượng có hạn nha. Áo mặc của chị Trọng Lê. Áo mặc chỉ còn một. Thân mến mấy chị comment mã và kèm số điện thoại em đầu tiên sẽ đọc tên là mấy chị. Em này có trắng gạch đen xanh. Em đây mặc lên thôi bị đẹp. Áo mặc của Kiều Nguyễn. Các bạn của nó nè. Mình đẹp lắm lắm luôn. Em chỉ nhìn nè. Form rộng ha cả nhà ha. Còn form của nó là form rộng như thế này á. Form siêu rộng. Form này 57kg về còn ok mấy chế yêu. Rồi trắng xanh đen nè. Em này mặc lên đẹp lắm. Cổ này người ta gọi là cổ lễ tẩu ha.
cả nhà yêu ơi, em này có gạch xanh, trắng và đen. Comment giùm em mã số là 51 kèm màu. 51 kèm màu. 51 gạch xanh trắng đen. Áo mặc có 3 cái thôi, mình chỉ đầu tư luôn. Có 3 cái mọi người. Chị đầu tiên thôi nha. Rồi, 51 kèm màu, gạch xanh trắng đen, phong to, phong rộng 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 ha, cái tà áo dữ thôi thôi xè ra xinh đẹp. 51 trắng chinh chinh. Gạch xanh trắng đen. Có gạch xanh trắng đen đó mọi người. Thiệt luôn á, xịt tay rộng gái bây giờ là nó muốn thành nguyên mình. Áo phong rộng 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 như thế hả? Gạch xanh trắng đen. Gạch xanh trắng đen. Alo. Rồi gạch xanh trắng đen. Dạ đúng rồi. Ok ok. Thằng này góp nha, nhận nha bà Trung nha. Hai ba. Rồi gạch xanh trắng đen. 51 còn gạch xanh trắng đen. Năm mốt trắng và gạch chúng ta kim. Trắng gạch cho ngon kim. Gạch xanh trắng đen. Bốn chỉnh ra. Có bốn chỉnh ra nha chị Hà Cô. Năm mốt xanh của Nga thiếu ngô. Gạch xanh trắng đen. Áo mặc hết rồi Ngọc Hân ơi. Còn nhiều lắm, còn nhiều áo đen chữ lông. Năm mốt gạch của Thúy Quanh, Thúy Quanh. Còn gạch xanh trắng đen. Còn gạch xanh trắng đen. Em mới chết. Hàng này là hàng anh đâu. Năm mốt còn trăng không em ơi. Gạch đất, cam và gạch đất. 51 trắng, Mai Nguyên. Còn xanh trắng đen. Mai Nguyên bốc địa chỉ cho mình cho chị được 2 món rồi nha. Còn xanh trắng và đen. 51 xanh của Hồng Nguyên. Còn trắng đen. Còn trắng đen. Xanh đi đen. 51 2 màu trắng đen. Đúng rồi. Trời ơi, đẹp dữ lắm bây giờ. 51 trắng như Nguyên Minh. 51 còn đen. 51 còn đen, đưa cái quần này luôn em. 51 còn đen, đưa cái quần này luôn. 51 còn đen. 51 chỉ còn đen nha quý vị. 2 cái màu đen. Màu đen đẹp lắm. 51 và... gạch hết rồi hả? Đen. 51 đen của Trương Mận ơi, Trương Mận hết trắng rồi chị ơi, gạch cho màu trắng cái áo đó, đó. Mấy cái áo phông rộng rộng đó phối với quần ôm như thế này cho em. Mấy cái áo phông rộng phối quần ôm như thế này, quần mổ, quần đùi gì đều ok hết luôn ha. Trương Mận chỉ có đen nha chị. Cái này comment giùm em là sao? Còn một cái đen nữa. Comment giùm em là sao? Mấy cái phông rộng phối quần ôm này đẹp cực kỳ đẹp. Em quần này thấy hả? Free size, co giãn rất là tốt nha cả nhà nhá. Còn đen, còn một cái đen. Rồi này comment sáng một cái một. Mã 51 đen của Nhung Ngô. Comment sáng. Mã sáng Duyên Phạm. Sáng Neo Rong. Neo Rong không có gì trên. Rồi xong đỏ cho em. 5 phút nữa xe về ra la nhận cho em 2 bộ hàng cho tôi. Rồi xong đỏ phong 55 chứ độ này ok. Ủa 50 hả? Lấy chứ 30 cũ lên. Ủa ngoài đó mưa hả? Mình đón mưa đó. Rồi chốt sạch đỏ giùm em tại nhà để yêu. Để gì đó phủ ra chở đi lại để trong nó có cái bọc che nó mà. Em xôi nha em nha. Em xôi nha. Rồi rồi. Rồi rồi ok để em tìm phương án đây. Rồi comment sạch đỏ giùm em. Vậy vậy anh ra giúp nó thiên vô tay để vô cô Chung rồi các. Nó ba gà. 5 phút nữa. Ok ok nha. Comment sọc đỏ giùm em nè. Bà sọc đỏ lên như spa. Sọc đỏ bảo chứ không. Sọc đỏ bằng người. Anh em có khoác khoác mấy cái ôi khoác cao kia lũa thịt sò về nữa rồi mình chết. Khoác cao kia lũa chứ. Bà sọc đỏ ngô hải hà. Em này có gạch vàng và thanh thế nha. Cổ lãnh tụ nó nè. Nè, mấy em này mấy chế biết mặc cái gì không? Bộ cái quần tây hay bộ cái gì cũng đẹp hết, mấy chế yêu ơi, chết mà. Phong 55 chứ ok. Em này có xanh, gạch và vàng, thử đóng thùng cho mấy chế coi. Thiệt sự luôn á. Một cái nó xét hoàn hảo, đóng cái quần tây đó mấy chế. Đóng thùng quần tây với trên váy thì đều đẹp. Gạch xanh vàng, năm phong 55 chứ, phải đẹp. Rất tìm em mã số là. Ủa xanh này không phải, em lấy cái xanh khác coi. Em sang không phải. Rồi có vàng và gạch thôi. Có vàng và gạch thôi cả nhà ơi. Có vàng và gạch. Ở gạch của Kiều Nguyễn. Vàng khác luôn. Vàng khác luôn chỉ có vàng. Áo mặc hết rồi Huỳnh Hương ơi. Bao nhiêu vậy? Rồi gạch thôi mới chế. Chốt gạch thôi em ơi. Mấy khi khoảng chi khác. Bởi gạch Ngân Phan. Gạch còn. Chị để một cái gạch. Còn gạch còn một. Rồi gạch còn một. Chốt gạch. Gạch còn một. Khác nha mọi người ơi. Em tự giống nhưng mà thì ra là không giống. Mở gạch của Nga Thúy Ngô.
Chưa ơi, chứ ơi. Đẹp thực sự, ưu 5556 rồi về ok. Chốt chùm em mã số, nó 49k mới cho em nhận về hỏi ơi. Đúng cái áo thì mà 49k, quá đẹp. Cái này comment dùm em mã số là 60 60 60 được 2. Rồi 60 được 2. Cái Diễm Nguyễn chốt 60 dùm em nè. 60 được 2 khu vực nữa. Kêu kêu ra like, kêu ra tôi chạy lấy hàng kêu ơi. 60 được 2. Mã 60 Yến Trần, 60 Ngân Phan. Em thấy không? Mấy cái bàn cũng phải đi hả? Alo, chơi chơi. Mấy cái cổ là tổ cũng phải nha. Phong rộng rộng này, cả nhà yêu. Nè, nó không biết ở nhà, nó có chuyện gì mình không? Phong 5557 thì đọc về ok. Phong 5557 thì đọc về ok. Một hàng yêu ơi. Cái này comment dùm em mã số là 73. Rồi chốt 73 cho cái màu vàng. Còn em 73. 73 cho cái màu vàng. Rồi 73 cho cái màu vàng không? 5556 ok. 73 cho cái màu vàng ha. Chốt mã 73. Mã 73 nha mấy chị ơi. 73 của Yến Trần. 73 còn. Ốc hút dân rồi mấy chị. 73 Ngân Phan. Ốc hút dân rồi cả nhà yêu ơi. Không 5556 cho ok chốt 75. Móc đi đâu rồi. Chị đi chợ này đó. Không cái này chốt 75. 73 Hà Phạm. Mình nói là cái gì nè. Rồi 75. Hà Phạm vui lòng nhắn tin thì chỉ qua giúp em nha chị ơi. Rồi comment 75. Rồi còn mã 75 nha mấy chị, 73 hết rồi nè. Rồi 75 màu trắng, áo quốc dân lắm mấy chị. Rồi 055 cái độ bèo ok, chốt chị men 79. 79 khoát cái bộ Hồng Kông chờ em một xíu, có bộ hôm nay có bộ cho cái giấy Hồng Kông mấy chị. Rồi cái này comment hả? 75 Nguyễn Thanh Vi. 75 hai cái cho Ngân Khoan. Đó này chốt 79 anh. Màu xanh chốt 79 cho em. Màu xanh chốt 79 phong 55 thì vậy ok. Comment mã 79. Còn còn mã 79 nha mấy chị ơi. Màu xanh chốt mã 79 cho em. Màu xanh chốt 79 mọi người ơi. Áo sơ mi nè, được có một cái chị chơi nè mấy chế. Không có nhiều rồi mấy chế nên chốt trên tay hả? Nghĩ sao muốn 9k, muốn 9k mấy chế. Chốt mỏi mệt luôn. 79 mèo rồi. Chụp cả thì dính cho mình. Cái này chốt caro đen. Caro đen phong 5356 thì được về ok. Còn 79 là caro đen. Mặt không cũng được, đóng hụt cũng được nha. Cái này chốt caro đen. Caro đen còn 79 Nguyễn Huyền. Caro đen 49k một áo. Ngắn dạ có, dạ tay ngắn chứ yêu ơi. 79 còn hả? Còn. Còn 1. Cái này chốt dùm em là caro đen. Có 2 cái túi nè. 79 tu lên. Chắc nè mấy chắc. Chắc nè. Đẹp lắm lắm. Còn caro đen nha mấy chị ơi. Nó 49k chứ mà không hỏi chắc tuyệt vời. Rồi caro đen. Chốt caro đen nhìn em. Còn em dùm em là caro đen. Chốt dùm em là caro đen. Thôi. Những cái phong áo này nó quá à. Nhìn cái phong áo rất là đẹp chứ không phải giống như là phong áo cổ điển bình thường đâu. Nhìn nó cách điểm chút xíu thôi. Nó nối, nó chỉ cần nối cái bạc áo phía sau thôi ha. Nó sẽ nè, nó nối ha. Nhìn là thấy cái phong áo caro đen Dung Ngọc. Caro đen. Caro đen Ngân Phan. Một mấy chế ơi, phong này 5556 thì được về mang buồn. Phong này 5556 thì được về mang buồn. Nó sẽ phía sau. Caro đen Bận Nghiệp Hà. Nó sẽ phía giữa, nó nối phía sau là ra cái phong áo đẹp. Cắt nối ha, cực kỳ đẹp. Rồi cái này comment giùm em mã số là 75. Rồi 75 giùm em. Rồi cái trắng này chốt mã 75 phong 5556 ok. Trắng phong rộng ha. Chốt 75 giùm em. 5556 57 giùm em ok luôn mấy chị. 75 mới. Không nhưng mà qua được mấy hai mã rồi. Thôi kệ. Rồi 75. Hình như cái trắng hồi nãy còn 75. Ờ cái trắng hồi nãy 75. Rồi 75 tại nhà ơi. Tạm không có chụp nhớ ra. Nhưng mà thôi thì 75 cho cái trắng thôi luôn mấy chị yêu. Cái nào cũng đẹp. Caro này là caro gì đây? Caro vàng. Caro vàng phong 5556. Còn 75 chứ. Rồi caro 75 Trang Trần. Caro vàng. Chốt caro vàng. 75 Kiều Nguyễn. Caro vàng. 75 Thơm Nguyễn. Rồi chốt caro vàng mấy chị yêu. Caro vàng xe bài để tăng tương tác không? Để hậu dẫn comment ha. Caro vàng. Những caro đẹp đấy. Caro vàng Ngân Phan. Đẹp quá. Đẹp lắm luôn. Caro vàng còn. Cái áo này đột nhiên cao tiền dễ lắm nha. Cái áo này mấy chế nhớ không? Đột nhiên cao tiền thích khủng luôn. Caro vàng Nguyễn Sương. Caro vàng còn.
gấu này mấy chế ơi, vừa theo vừa đắp gấu nha, vừa theo vừa đắp gấu khi sau lưng một vậy. Các bạn vi phạm. Thế. Phòng 55 kia ok. Phòng 55 56 kia ok nha chế ơi. Này chú giùm em mã số là 80. 80 cho thằng Nghiêm cao này giữ ấm luôn á. Trăm mấy một áo chứ. Rồi cái này chốt giùm em nè. Đẹp kinh khủng. 80. Chốt 80 được 3. 80 được 3 áo à. 80 được 3 áo. Chốt 80 cho em. Còn 80 ngân phan. 80 còn. Em này được 1 em. Em được 1 em 55 56 ok 80 còn. Cái này 80 mẹ ruby. Caro đỏ giùm em. Rồi comment caro đỏ. 80. 80 còn 1. Này chốt caro đỏ giùm em ha. 55 56 ok. Chốt caro đỏ chất đẹp. 80 còn 1 và caro đỏ. 80 uống hèn. Cái màu xanh dê chai. Caro đỏ nha. Cái màu xanh dê chai siêu đẹp. 55 56 thuộc về mang vừa. Comment giùm em 82. Cái màu xanh dê chai chốt mở 82. Màu xanh dê chai. Caro đỏ Kiều Nguyễn. Màu xanh dê chai chốt 82, 55, 56, 86 thuộc về ok hả? Có một cái hả? Có một cái. Rồi 82, màu xanh dê chai đẹp chứ. Còn mã 82 nha mấy chị. Chắc này mới chết, chắc này. Dày dạch lắm, dày dạch nhiều lắm luôn. Rồi comment 82 Trang Trần. Còn 82 Bảo Kim Hương. Còn 10 cái. 82 Ngân Phan. Có theo này ha, có theo như thế này nữa. Rồi này comment 88. Phòng 5556 thì ok. Này chốt 88 giùm em. Comment giùm em mã 88. Phối theo nè. Comment 88 giùm em. Rồi còn mã 88 nha mấy chị ơi. Coi chết nè, đó ha. Quá quá đẹp luôn á. Rồi comment 88 giùm em. 88 được 3. 88 được 3. Này cũng theo nha. 88 Trinh Trinh. 88 Nguyễn Lan. 88 Dung Ngọc. Hết thì thôi. Còn 5556 thì ok, nó cũng theo nè. Đây y chang nhưng mà 88 thôi, nhưng mà nó là trơn chứ không phải caro ha. Để nó biết trơn thì hốt em này cho em. Em này có hai màu hồng vàng luôn. Cái hồng này đấy. Cái hồng em này có hai màu hồng vàng. Y chang mã 88 thôi nhưng mà nó là trơn ha. Theo như thế này nè. Rồi. Có hồng xanh. Hồng xanh cho hồng vàng. Hồng xanh liệu liệu mấy chế yêu ơi. Rồi, nó có hai màu hồng xanh ha. Đây comment 90 kèm màu. Để đi màu màu. 90 hồng xanh nè. 90 hồng xanh. 90 hồng xanh 5556 rồi vậy ok, tao mới sao ha. Hồng xanh mã 90. Hai màu mấy chế yêu. Mã 90. Dạ em thấy hết mấy chị nha mấy chị. Màu cho em. Hay mấy chế yêu, chế yêu. Ủa cái 9k, nhanh tay mọi người ơi, nhanh tay. 90 hồng hoặc xanh nha mấy chị ơi. Giờ ngoài áo đi xem bán quần cho mấy chị em mặc chung cái áo. 90 hồng bà thiếm. Hồng bà thiếm nè. 90 hồng Tùy Nguyễn. Nhìn em thử phối nha. Nhìn thử phối nha. 90 hồng Thu Tuy Mai. Hết hồng. 90 chỉ còn xanh nè. Nè mấy chị, nhìn nè. Xíu nó mua quần nha. Giờ, ấy da. Chốt hề. Đứng tim. Mấy chị giờ ngoài áo xíu mua quần. Quần em có nhiều mã quần lắm. Ai mấy chế, nhiều mã quần phối với cái áo sơ mi này đúng bài luôn á. 90 sáng ngủ xuống đi. Chị nhìn thấy không, toàn quần hot không nha, chứ không phải là quần tàu lô luôn nha, tại này nha. Chế nhìn này, nãy giờ em phối cho mấy chế coi nha, giờ qua áo mấy xỉn em xem quần nha mấy chế. 90 sáng bước hoa đinh. Quần em toàn 95 ra xỉn xe cho mấy chế nhìn nè, đúng bài không? Đúng bài một cái quần tây và một cái áo sơ mi, mấy chế nè. Nghĩ sao mà kêu áo sơ mi 49k, cứ xem quần nha, rồi đợi một chút xíu. 90 xanh Lina Đặng. Rồi hết luôn nha mấy chị ơi. Đẹp chưa? Hết là 90 nha. Trời ơi, quá đẹp, cái sạch này đẹp ghê rồi trời. Đẹp hơn cái đang mặc luôn mấy chế ơi. Nhìn nè, chế vải nè. Mềm rũ đẹp cực kỳ. Rồi form 5556 ok ha. Comment 92. Rồi 92 cả nhà ơi. Này có 92 nè. Này có 92. 92 nha mấy chị ơi, mã 90 hết rồi nha. Còn mã 92 nha. 92.
49 ca thiệt luôn. Em nhẹ ưng lắm luôn. Cảm ơn chị Thu Minh. Cảm ơn mấy chế em nha. Rồi, bao nhiêu? 92. 92 bà Tím. 92 Yến Trần. Dạ, phải em mà không có. 92 Nguyên Quang. 92 hết rồi nha mấy chị ơi. Ờ, phân 5455 cái độ vàng ok. Cái này là theo nè, theo chữ nghe hả? Nó có trắng, gạch và vàng. Trắng, gạch, vàng, cái nào màu nào cũng đẹp hết. Trên vẽ mặt còn không? Không hết rồi mấy chế ơi. Vẽ mặt hết rồi nha mấy chị ơi. Cái này có trắng, gạch, vàng cả nhà. Cái này comment 95 kèm màu. 95 trắng, gạch và vàng. Đấy, nó có khối thật không ạ? Theo chữ ở đây hả? Trắng, gạch, vàng. Trắng, gạch, vàng, hả nhớ? 95 kèm màu giúp em nha mấy chị ơi. Trắng, gạch, vàng nha. Mã 95 kèm màu nha mấy chị ơi. 95 trắng thạch vàng có thể được cho em đồ nam không em? Dạ đồ nam chưa chứ ơi, em đang sang quần nam cho mấy chế yêu nha. Thử qua cái đúng không? Đúng rồi. Là mấy chế 95 nha. Trắng thiên bình. Thử qua 2 cái nữa. 23 rồi trắng thạch vàng nha. Là mấy chế yêu nè. 95 trắng của Thơm Nguyễn. Một cái áo sơ mi khối với một cái quần này thôi là một set. 95 trắng Bảo Thiên Hương. Set đó nó e, thiên sự đi đàn đi chơi. 95 vàng Ngân Phan. Còn gạch vàng. 95 còn gạch vàng. 95 còn gạch vàng. 95 gạch vàng cho Út Hiền. 95 còn gạch vàng. Hàng cái gạch đúng không? 95 còn gạch. Út Hiền là gạch vàng ấy nha em. Nhìn nó chén nhìn nè. Khổ đẹp lắm. Quần khổ áo sơ mi. Đây có quần ba áo. 95 cũng còn gạch thôi hả? Ừ, còn gạch thôi. 95 gạch Ngân Phan. Nhìn đẹp thấy khổ cái gì cũng đẹp. Còn gạch. Còn gạch. À. 95 gạch Tiên Mỹ. Nè, đẹp tinh quá. Đẹp chưa mấy chị yêu ơi, 055. 055 thì ok. Chốt cho mình là sạch phải nó nè. Rồi comment cho mình là sạch. 055 thì ok, chốt sạch. Comment cho mình là sạch. Rồi còn mã sạch nha mấy chị ơi. 95 hết nha. Comment sạch. Comment cho mình là sạch mọi người ơi. Chốt cho mình là sạch nha. Comment cho mình là sạch. Siêu siêu đẹp. Chốt sạch đi. Comment sạch. Sọc Phạm Kim Hoa. Sọc Quán Loan KG. Sọc Kiều My. Anh cứ thấy Kiều My là Chương Mận. Còn 21 hả? Còn 21 Ngô Hoàng Thiên Lam. Rồi cả nhà ơi, 5556 ok. 21 Thơm Nguyễn. 5556, 57 thì ok luôn ha. Còn mấy 25. Nói chung là dưới 60 tiếng mang người hết cho em. Trước thì mấy 25. Mai có len dài tay siêu phẩm. Mai có len len dài tay ha. Và áo giả. Áo giả dài tay luôn cả nhà ơi. Bây giờ không biết là em có lượt được chưa, nhưng mà len len dài tay sinh phẩm là có nè. Sọc mã không? Không, 25 gì ạ?
con đọc rồi. Đọc rồi. Đọc rồi hả? Vậy chắc 25 đó. Đúng rồi, 25 á. Từ 25 rồi. Chú 25 Xuân Huy Huỳnh. 25 còn 25 Anh Oanh KG. 25 Thu Thuy Phan. Để hết chưa? Sơ viên tay ngắn muôn đời đúng lắm. Rồi cả nhà ơi, 55, 56 cái đồ bè ok. Em này có màu gì? Gạch đen xanh không? Gạch đen xanh. Em này có gạch đen xanh. Còn mấy cục kia phải không? Không. Em khác khác phê ơi, khác phê ơi. Rồi cả nhà yêu ơi, cái này comment giùm em mã số ha, 1. Rồi mã 1 cho em. Mã 1 giùm cho em. Chốt giùm em mã 1. Mã 1 nha mọi người nha. Rồi chốt mã 1 giùm em mấy chị yêu. 1 cho em đi mấy chị ơi, cái màu cam chốt mã 1. Đẹp chưa? Không biết tay ngắn. Chốt mã 1 cho em đi chứ. Siêu đẹp, 55, 56, cái độ bè ok. Cảm thụ cũng được, không bấm thụ cũng ok. Chốt 1 đi. 1 Nguyễn Ly. 1 chỉ có 1 bạc không à, cả nhà ơi. 1 có 1 bạc không, thôi ăn mấy cái mẫu kia khác. 1 cọc. Còn 4. 1 Trang Nguyên. Con 55, 56, cái độ bè mang vừa. Trai rô trắng. 1 cọc. Còn 55, 56. 1 Thúy Oanh, Thúy Oanh. Còn 2 chị em là caro trắng. 1 caro trắng. 1 Huỳnh Cương, 1 chỉ có 1 màu đó thôi nha mấy chị. 1 có 1 màu à mấy chị em. Rồi cái này chốt caro trắng nè. 1 còn 1. 1 Hà Nguyễn. Caro trắng. Còn đang caro trắng. Hà Nguyễn vui lòng nhắn tin địa chỉ qua giúp em nha. Caro trắng hả? Chốt caro trắng. Cô ra trắng. Được 3. Caro trắng được 3. Caro trắng được 3. Caro trắng. Caro trắng lên Phan. Caro trắng gạo gạo. Cái bạn này mặc lên cao đẹp. Cái bạn này mặc lên cao đẹp. Caro trắng Xuân Miêu Huỳnh. Phong 55 chứ được về ok chút. Caro trắng hết rồi nha mấy chị ơi. Còn đây sạc hồng. Hai đứa dịch thịt hết rồi. Còn đây sạc hồng. Cả nhà ơi sạc hồng. Cái bạn này mặc lên đẹp dữ nè. Vàng lắm. Còn đây sạc hồng. Còn mấy gì? Sạc hồng. Cọc hồng không? Caro trắng. Chị Thảo bên chợ người này có yêu ơi. Rồi sọc hồng. Sọc hồng nha mấy chị ơi, mã 1 và mã caro trắng hết rồi nha. Chốt giùm em sọc hồng nha chứ. Sọc hồng Xuân Miêu Huỳnh. Hồng á. Hồng hồng như thế này nè. Sọc hồng Út Hiền. Hồng. Còn 2. Còn 2 nè. Sọc hồng Xuân Miêu Huỳnh. Hôm nay 55, 56 rồi về ok. Xem có xếp bếp đẹp lắm mấy chị yêu. Ăn đẹp. Cô số điện thoại, anh ăn, đối điện thoại không nhé. Em này có đen và xanh, sọc hồng bóng đi. Rồi form này 55, cái độ bè ok, có đen và xanh. Có đen và xanh. Sọc hồng Linh Nhi spa. Còn một cái server, cái sọc hồng. Cái này có đen và xanh ha, có túi hả? Cái kia, cái cam hồi nãy là không có túi, xong đi tay ngắn. Sọc hồng nguyên đen. Đóng thùng hay không đóng thùng đều ok hết, có túi ha. Rồi cái này có đen em hết chị. Có đen và xanh. Rồi có đen và xanh ha. Mẹ comment giùm em mã số là 65 kèm màu. Chạy cái đầu kiểu này là đẹp á. Rồi 65 đen xanh. Cầm giấy nha. Gì á? Hết á, hết. Thì giấy nha em. Thủy, Thủy chạy qua. 65 đen xanh được không? Thì giấy nha. Kìa kìa kìa. À, ủa không biết cái gì hết hả? Không. Ủa nào hồi nãy chốt da của cậu này. Đó, đúng không? Đó. 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 Giữ tờ giấy đó. Đó. Đúng luôn. Đó. Đơn giản. Còn, sao không? Sao không? Chốt hết rồi đó. Còn một mà. Người da không kịp à. Còn một. Nguyên đan có chưa? Trong đó có nguyên đan chưa? Chưa. 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 Số 5 đen xanh ly. Số 5 còn đen xanh. Số 5 đen ly Ngọc Ánh. Số 5 đen xanh. Số 5 đen Xuân Miêu Huỳnh. Số 5 có xanh. Chứ số 5 xanh gì vậy? Số 5 xanh Nguyễn Huyền. Không có xanh. Không à. Thấy đúng rồi.
Ở bàn khác cho mấy chị ơi. Đẹp chứ. Cái này còn đẹp hơn nó mặc có mấy lần nữa chứ. Số lam xanh Đặng Ngọc Dân. Cái này là em buồn cái em không kiếm được cái áo này để mặc xanh còn ngủ. Mấy áo này mặc đẹp không sâu lắm á. Số lam xanh còn ngủ. Ngày trước thì lên 66. 66. Số lam xanh Phan Thị Thành. Đẹp lắm luôn á. Ở đây trước 66. 66, 66 được 2. 66 được 2. Còn mãi 66 hay 65 nha mấy chị ơi. 66 được 2. Có sáu xung yêu mình. Có sáu Linh Nhi Spa. Số sáu mấy cái á chị? Hai cái à. Rồi chốt caro xanh. Comment caro xanh.
Hai đậu xanh được hai. Hai đậu xanh được hai. Cái mấy trẻ ơi, áo cơ trưởng nè. Cả nhà yêu, nó có cái á. Đắp trên cái này cái đai nó hả? Đắp cái đai trên bàn. Caro xanh ngon phan. Không lâm lâm cái độ này. Caro xanh su miêu hình. Thế thế. Không lâm lâm cái độ này. Trắng trắng. Em này có hai màu trắng và đen. Hai màu trắng đen cả nhà yêu ơi. Không lâm tư lâm lâm cái độ vàng đen rồi. Có đắp đai trên vai luôn hả? Hai màu trắng đen. Hai tuổi thi chú. Chốt giùm em mã số là 10 kèm màu. 10 trắng hoặc đen giùm em. Chốt 10 kèm màu mấy chế yêu. Có 10 kèm màu nhớ gì ơi. Có hai cái túi phiên trước đó hả. 10 trắng hoặc đen nha. 10 trắng hoặc đen giùm em nha mấy chế nha. Quần đại sĩ chế em sẽ theo quần cho mấy chế. Với cái giá mềm mềm cho mấy chế thầy phối áo ha. 10 trắng hoặc đen. 10 kèm màu. Áo siêu siêu đẹp. Vải đẹp cực kỳ. 10 trắng hoặc đen. 49k. 10 trắng Nguyễn Xuân Ý. Mười còn trắng đen. Mười trắng Vũ Hiền. Mười còn trắng đen. Mấy tin nhận chưa? Mười còn trắng đen. Mười còn trắng đen. Ờ, chị nói luôn. Mười trắng Bảo Kim Hương. Mười còn trắng đen không em? Hai trắng ba đen hả? Đúng rồi, trắng hai đen. Ở đây 30 trắng rồi này nha. Rồi, mười còn. Hai trắng hai đen. Mười trắng Hương Phan. Rồi, hoa này có cái hoa xanh, cái hoa hồng. Mười trắng Nguyên Đan. Mười còn đen. Rồi, hoa xanh và hoa hồng. Mười chỉ còn đen hết trắng nha mấy chị ơi. Mười đen Kim Kim Quyến. Năm hai cái cam mấy xấu rồi ok. Hoa xanh một cái mười đen. Hoa xanh có khối dây buộc em. Hoa xanh có khối dây buộc em hả? Hoa hồng. Hoa xanh và hoa hồng. Hoa xanh và hoa hồng. Hoa kèm màu được hai cái. Một cái xanh cái hồng. Hoa hồng hoa xanh đen. Hoa hồng hoa xanh. Chốt hoa kèm màu với chị Kim. Comment hoa kèm màu. Hoa xanh Phương Ngô. Còn hoa hồng. Hoa hồng Kiều Nguyễn. Còn một hoa hồng. Thấy rồi. Rồi sọc sáng và sọc xanh. Còn mấy người. Còn 55 cái độ này ok. 10 đen còn một cái nha mấy chị ơi. Chú dùm em là sọc sáng hoặc sọc xanh cả nhà yêu. Ở nam bãi này là hàng tao tiền dữ lắm. Rồi sọc trắng và sọc xanh. À quên, sọc xám và sọc xanh. Sọc xám, sọc xanh cả nhà con 55 cái độ. Sọc xám hoặc sọc xanh nha mấy chị ơi. Sọc xám hoặc xanh cho em. Cái đó là gì đây? Cái này hả? Sọc xám hoặc xanh, mấy chị yêu. Xám hoặc xanh hả? À. Có tuổi 2, tuổi trước hết. Không 55 cái độ vàng mang vừa. Hai cái xám, cái xanh. Sọc xanh sang vỏ. Sọc còn xám là mã 10 đen nha mấy chị ơi, sọc xám cho son đi. Dạ. Áo vi mặt nè. Mã có. Đây, nó còn đẹp con áo vi mặt nó cũng chết. Cái vải của nó mềm đủ đẹp cực kỳ. Không lâm lâm cái ok hết nha. Chốt cho em à. Mã số là 13. Rồi mã 13. Chốt 13 nha cái caro đỏ này hả? Chốt 13 giùm em. Chốt cho em mã 13. 13 được 3. Chốt mã 13. Chốt mã 13 giùm em. Comment giùm em mã 13. Mã 13 nha mấy chị ơi. 13 được 3. Rồi 13 được 3 mấy chị yêu. Dạ khoát rồi xong xong mày lên khoát mấy chị. Xong mày còn có mấy cái. 13 Vương Ly. 13 Nguyên Lạc Đen. 13 Ngân Phan. 13 ba cái chưa? Sọc xanh còn cái.
À, sọc xanh còn cái gì nào lấy comment lại chỉ sọc xanh giúp em nha mấy chị ơi. Rồi phong 55 chứ đọc nào ok nha chú 16 thì em lấy túi lê nha chị ơi. Rồi 16. Rồi sọc xanh còn cái cuối cho gạo gạo. Chú 16. Còn em 16 nha. Chú chị em mở 16. Còn 16 nha mấy chị ơi. Mười sáu bị phạm. Giống như nãy bán rồi. Phong 54, 55 chứ đồng này ok. Chốt sọc đỏ giùm em. 16 con cái. Rồi chốt sọc đỏ giùm em nè cả nhà ơi. Comment sọc đỏ giùm em hả? Sọc đỏ nha mấy chị ơi. Phong 55 chứ đồng này mang vừa. Phong 55 chứ đồng này mang vừa. Chốt sọc đỏ giùm em nha mấy chế yêu. Đen đen nè. Đen đang ngắm chất đẹp, còn được vài cái xe mi châm lên hết. Phong của nó cũng là phong ngắm. Sọc đỏ Nga Đặng. Phong ngắm là độc đó nha mấy chị nha. Nga Đặng vui lòng nhắn tin cái địa chỉ qua cho em nha chị ơi. Phong này là phong rộng rộng và ngắn ngắn nha mấy chị yêu nha. 55 ký thật là ok hết thì bé ta. Phong rộng rộng ngắn ngắn thích hợp là. Sọc đỏ ngân quá. Sọc đỏ cao, đỏ phần 1. Đều ok hết chứ. Rồi này comment giùm em mã số. Sọc đỏ lặng lẽ. 3. Rồi mã số 3 cho cái áo màu đen không 5556 thì ok. Chốt mã 3. Comment mã 3. Comment mã 3 được mấy cái? 3, 3 phòng ngắn ngắn, ngắn rộng rộng như thế này hả? 5556 ok hết thì mang mã 3. 3. 3 Úc Hiền. Chốt mã 3. Ba Lê Ngọc Ánh. Ba Lặng Lẽ. Ba Ngân Kim. Mấy chị khách mới nãy giờ đặt hàng mà em đọc tên thì mấy chị vui lòng nhắn tin cái địa chỉ qua cho bên em rồi nhờ dễ chốt hơn ha mấy chị ha. Rồi sạc này có vàng không? Sạc vàng mà sạc hồng cho em. Sạc hai màu vàng. Em thấy hết mấy chị nha, thấy ánh huyền nha. Phong 55 ký độ vàng ok ha. Sạc vàng hồng. Mấy chén gì nè. Bỏ cho mấy chén yêu coi nha. Không cần phổ cái chân phải em nè mà. Còn phổ mấy cái quần như thế này thôi. Nào mấy chén. Mặc đi làm ha. Trời ơi thiệt sự luôn. Quá đẹp đúng không. Sạc hai màu vàng hồng. Còn mặc như thế này thôi là hả. Ăn điểm rồi mấy chén. Như thế này thôi. Thiệt sự thiệt sự. Vô cùng lùng tịch. Thôi cả nhà cho Quang Nguyễn Nguyễn. Sạc vàng hồng. Nắng áo mà cứ khoai quần không. Sọc vàng hồng. Sọc hai màu. Sọc hồng thơ phạm. Hai màu vàng hồng á. Sọc bằng vàng hồng. Sọc bằng vàng hồng. Sọc hồng Xu Miêu Hình. Sọc hồng Hiền Xuân. Thế hồng. Sọc vàng. Sọc vàng Bảo Kim Hương. Sọc vàng ngân quách. Rồi phong caro này là phong 60kg độ bề mang vừa. Phong caro là phong to ha. Mấy 60kg độ bề mang vừa. Chốt caro đỏ giùm em. Comment giùm em là caro đỏ giùm em nha. Chốt caro đỏ giùm em đi tiêu. Chốt caro đỏ giùm em. Phong này dưới 60kg độ bề mang ok hết giùm em. Comment caro đỏ giùm em đi tiêu nha. Cá rô đỏ Phương Ly. Cá rô đỏ Dung Ngọc. Cá rô đỏ còn cái hả? Cá rô đỏ Bà Thím. Phòng 5556 cái độ bè mang vừa. Chốt chị mang mã số là 34. Rồi 34 cho em. 34 cho các nhà cao này hả? Chốt chị em 34. Comment dùm em 34. Thật sự nó lây vậy ha. Rồi 34. Không bỏ gì nữa. Rồi 34. Comment 34. 34 được 3. Này, đẹp chưa? Nó còn có chữ theo nha. Nó còn có theo chữ ngay ngực nữa nè mấy chế yêu. Con này 55 ký độ bè mang ok. Cái này có vàng. 34 lặng lẽ. Đó, cao, cao.
Họ lặng lẽ vui lòng nhắn tin cái địa chỉ qua cho bên em rồi trốn thêm chị ha. Dạ, cam xin ba tên Tam Maria. Em này có cam xin vuông và xin lá. Cả nhà ơi, cái này gọi nó là xin lá, cái này gọi nó là cam. Và cái nâng tầm này là xin vuông. Ba Tư Hồ Linh. Mấy chị, mấy chị nào mà có đặt hàng bên em mới, đặt hàng bên em mà mới đi một đơn đầu á, 35 xin vuông và 35 xin lá. Thì mấy chị đợi nhận xong đơn đó là mình đặt tiếp mấy chị ha. 35 kèm màu cam xin vuông xin lá, 49 cam. Cam xin vuông xin lá, cả nhà ơi. 35 cam nè, phối theo ngay ngực như thế này nè mấy chị, vải nè, theo ngay ngực như thế này ha. 35 cam của Na Maria. Còn xin cam xin vuông xin lá. Cam xin vuông xin lá nè. 35 xin vuông gạo gạo. Còn cam xin vuông xin lá. 35 xin lá Bảo Kim Hương. Đúng rồi. Cam xin vuông xin lá nè. Đây nó phổi nè. Theo nè ha. Theo lên ngực cho thấy. Còn cam xin vuông xin lá ba nè. Cái chân váy em mặc á, không, đóng thùng không có đẹp bằng mấy cái quần tây đâu mấy chết. Nó quần tây đóng thùng có đẹp. Còn cam xanh dương xanh lá mấy chết. Ba lăm cam Ngọc Ngọc. Còn cam xanh dương xanh lá. Ba lăm xanh dương Hiền My. Ba lăng xanh lái Ngân Quách. Ba cái ba mặt. Ba lăng xanh Dương Lê Ngọc Ánh. Xanh lá màu cam. Còn xanh lá màu cam. Ba lăng cam Thơ Phạm. Còn khoảng là 20 cái của My. Còn một cái xanh lá. Ba lăng xanh lá Tú Lê. Vậy đẹp chưa? Mình chết rồi. Phom 57 kg độ bèo ok. Còn mã 35 hết nha mấy chị ơi. Phong 57 cái độ bèo ok hết chị men. Ủa thì kéo nè. Comment 42 cho em đó chứ. Comment 42. 42 gì men. Chưa đẹp. Số 42. 42 được 3. 42 được 3 cái. 42 được 3 cái. Số 42. Quá trời còn màu đẹp không nhỉ. 42 được 3. Bốn hai Phạm Kim Hoa. Bốn hai Su Yêu Huỳnh. Bốn hai Duyên Phạm. Hết mã 42 nha chị anh. Thôi này cũng 55, 57 cái độ bèo ok. Cái gì cũng đây ấy nha. Đẹp giả mang chưa chốt 46. Ừ. Nhìn cái kia 535. Ở đây chốt 46. Comment 46 rồi mẹ. Đẹp khủng khiếp. 49 cao, không ai tin cao 49 cao luôn á. 46. Chốt 46 rồi mẹ. Mã 46 nha mấy chị ơi. 46 Lê Ngọc Ánh. 46 Ngân Kim. Bà của nó mềm mà thử dễ lắm luôn. 46 Xuân Lan. Mấy cái áo vải này càng da càng. Xuân Lan nhắn tin địa chỉ qua giúp em nha. Bốn sáu Tiên Mỹ. Hồng. Chốt hồng 55, 56 thì được rồi ok chốt hồng. Hai cái. Còn 46 là hồng. Chỗ nào lấy hồng chốt hồng cho em. 46 lặng lẽ, 46 Ngô Hoàng Thiên Lam. Ok. Rồi hồng. Hồng cả nhà ơi, hồng có bốn. Cái vải này hồi đợt mấy chị mua là mấy chị biết nhiêu không? 89 ngàn cái vải gì người ta gọi là linen của Hàn Quốc đó mấy chị. Đây nè. Mà giờ còn 49 ngàn, xe 49 ngàn. Chốt hồng. Chốt hồng. Hồng được 3. Hồng được 3 cái xanh nha. Xanh nó lấy gì? Lặn lẽ cho nhắn tiền lên nè. Lặn lẽ nhắn tiền lên. Hồng Sen Võ. Anh hỏi thì sao? Hồng Nguyễn Huyền. Còn nhỏ đẹp, còn nhỏ thì được hồng nữa chứ. Cái này có xanh cao. Phong rộng, phong siêu đẹp. Là hồng đẹp. Sunny. Này phối quần lấy kim là đẹp nhất. Và kế tới là quần đùi. Đẹp cực kỳ. Hồng hết rồi nha mấy chị ơi.
Rồi thôi 5556 ok đen. 5556 ok có xanh cam. Chốt giùm em mã số 40 kèm màu. 40 xanh cam. 40 xanh cam. 40 kèm màu giúp em. Mã 40 kèm màu nha mấy chị ơi. 40 xanh cam. Cho 40 kèm màu mấy chị em. Bốn mươi gram dầu thái, 40 gram phan tùy, 40 xanh ngân quất, 40 xanh sang vỏ, 40 xanh tươi mỹ. Còn mã sọc nha mấy chị. Sorry, sorry. Sọc cam thôi, cái phong dài tay rồi. Rồi sọc cam thôi nha mấy chị. Sọc cam, hai cái phong khác nhau nha. Phong cam là phong rộng á. Rồi sọc cam. Sọc cam thôi mọi người ơi. Cái phong cam là phong sọc rộng. Chất thì giống nhau á. Thấy cái sọc sọc y chang nhau nè. Chất đẹp lắm luôn á. Nhưng mà hả? Kho là khác. Sọc cam. Sọc cam su miêu hình. Sọc phong khác. Mấy cái, ba cái. Sọc cam dầu thái. Sọc cam Na Maria. Caro trắng đen và xanh. Con thấy áo mình nó đẹp. Lên lòng. Caro kèm màu bao nhiêu? Caro trắng đen xanh. Trang phục này luôn. Khác khác rồi. Caro trắng đen xanh khác rồi. Khác mọi người ơi. Rồi thế mới bây giờ đọc tên mấy chị vui lòng inbox cho mình cái địa chỉ. Caro trắng thôi mọi người ơi, vải đẹp. Xanh đen khác rồi mấy chị. Caro trắng thôi nha. Caro trắng có dầu thái. Caro trắng. Cái đó bỏ một cái khác. Caro trắng nó tuôn miêu mình. Còn một cái. Caro trắng có Hà Nguyễn có không không? Hà Nguyễn có cái địa chỉ luôn chưa? Thấy là Khánh Nhung nha chị. Phong 5455 cái độ bèo ok. Cái này chốt giùm em rồi. Này comment giùm em mã số 81. 81 kìa. Mã 81. Khánh Nhung mà nếu có đặt hàng thì chú ý điện thoại cho mình nha Khánh Nhung. Chốt 81 nè. Còn cục trơn á. Hết anh xin lây. Mã 81. Rồi 81 cho cái sọc này hả? Hồi dễ lắm không? Rồi 81 nè. Thế lấy 81 cho cái sọc này, chốt 81 thì em. 81 được 3. Cái thằng nó quen quen quá nhỉ. 81 Nguyễn Huyền. 81 còn. 81 Xuân Lan. Xuân Lan có địa chỉ với Xuân Lan ơi, hai cái nha chị. 81 còn 1. 81 Tú Lê. Rồi cho mình xin địa chỉ cho trong mình bốc luôn nha Tú Lê. 81 thấy chưa? À 81. Rồi trắng phong thì 55 cái độ bèo mang vừa thế chị em. Comment trắng sơ mi trơn thì như con hết rồi đó. Thấy mi trang. Có cũng sơ mi trơn nó hết không? Chốt trắng thì em. Comment giùm em là trắng. Comment trắng giùm em nha mấy chế yêu ơi. Chốt trắng được 3. Rồi trắng được 3 ha. Comment trắng. Trắng phải trắng một chữ trắng giùm em bây giờ. Một từ trắng. Trắng được 3. Chốt trắng giùm em. Comment trắng giùm em được 3 trắng. Là cái này hồi nãy khác cái kia hai tính đâu là giống nhưng mà thật ra là không có giống. Đẹp chưa? Thanh mi có mã 65 đen nãy nha chị. À nhà ơi, cái này đẹp chưa? Mã trắng ngân kim. Caro này mới xanh đen nè, trắng hồng. Trắng su miêu quỳnh. Trắng hồng hồng. Rồi Caro xanh đen phong 5556 là bèo ok hết chưa? 5556, 57 con che, 56. Mã trắng Hường Nguyễn. Caro xanh và đen. Caro xanh đen, phải đẹp.
Caro xanh đen. Chốt caro kèm màu. Caro hai màu xanh đen. Này giống không? Này giống nhau không? Caro xanh đen. Caro xanh đen này mọi người ơi. Caro đen của mèo chuột. Caro còn xanh đen. Thì cái phong này ai mà cũng đẹp. Caro đen phù thủy vàng. Màu xanh siêu siêu đẹp. Caro còn xanh đen. Con túi là mọi người nha. Caro bằng xanh đen. Caro xanh An Ly. Hai xanh một đen. Caro bằng xanh và đen. Caro bằng xanh. Caro đen Linh Nhi spa. Còn hai xanh hết đen. Còn hai xanh. Em mới chế phong áo rộng. Phong áo rộng nha. Phong này dưới 60 kg ok. Chế nằm bên phong áo rộng. Caro xanh Hiền Nguyễn. Mấy em này là còn chú cho em mấy chế ơi. Nó sẽ sau lưng nè và nó nối nè. Nó nối nè. Nên là những cái phong áo mặc lên cực kỳ đẹp. Caro còn xanh không chị? Phong này dưới 60 kg ok hết. Thì em có hai màu hồng xanh. Phạm Vân chị nói gì kỳ này chị ơi. Dạ. Mình bên khách mới là mình có nguyên tắc là khách mới nhận cái đơn hàng đầu tiên xong là rồi hẳn lên chốt cái đơn hàng thứ hai chứ không phải là sợ chị không có tiền. Mấy chế em bán đồ nên lấy tiền mà. Bán đồ lấy tiền thì bán ra cũng có giá nhiêu đó, nhưng mà mấy chế nè, mấy chế chưa nhận hàng. Em chưa biết được là hả? Mấy chế mua hàng sao nè, rồi mấy chế chưa nhận hàng, mấy chế cũng chưa biết được là chất hàng nó làm sao. Nhiều khi mấy chế nhận đơn đầu không vừa hay là không vừa lòng hay là không có hợp với chất đó rồi mấy chế lại không muốn nhận mấy đơn sau nữa. Nên là em cứ nói là mấy chế nè. Nhận dùm em đơn đầu tiên đi, mấy chế coi chất bạn sao, cách buôn bán của sao làm sao, rồi sau đó hoặc em mua mấy đơn thứ sau cũng được á. Cái đơn sau vi phạm mấy đơn sau đi, mấy chế mua bao nhiêu cái cuộc bán tiếp cho mấy chế nha. Nhưng mà chị yêu cầu mấy chế là nhận dùm em đơn đầu đó mấy chế, coi chất bạn nè, coi con dán nó làm sao, coi cách bán hàng của sao nó làm sao ha. Cái đơn sau dịp quần. Tại vì biết sao em nói anh, biết sao em có cái nguyên tắc không? Dạo gần đây em bị khách hỏi bom liên hoàn 4-5 đơn luôn mấy chế. Vì Quỳnh không có caro xanh đi gì. Liền chốt đơn 4-5 đơn tới bưu điện rồi gửi không nhận hàng, từ chối nhận hàng. Bởi vậy nên là em rất là sợ, em kêu là nhận một đơn thử dùm em cũng được nữa, mà không nhận là không nhận, từ chối nhận hết 4-5 đơn một lúc luôn. Rồi cả nhà yêu ơi, em này có bỏ ra hồng xanh dưới 60 kg độ bèo ok, dưới 60 kg độ bèo ok ha. Hôm nay dùm em mã số 90 kèm hồng, 90 hồng xanh, 90 hồng xanh cả nhà yêu nha. 90 đồng bạc nha. 90 hồng xanh nè. Đây là mã này. Đây nè, đúng không? Mã 81 em ơi. 81 hả? Mã 81 nha mấy chị. Thì ô em đọc 81 hay 90 cũng được anh. 81 hồng của Nhật An. Rồi hồng xanh cả nhà. Ở đầu này em bị bom còn nhiều hơn là 81 hồng của Trần Đông Trang Trần. Còn xanh thôi. Nó em bán hàng nè, vừa rẻ, vừa chót mà không biết sao mà cứ đem mà thấy phá em vậy đó. Chốt 4-5 đơn tới nơi là cái dịu trang hết. Rồi 81 con hồng xanh. Còn hồng không? Còn xanh thì hết hồng. Hết hồng hả? Còn xanh nè. Rồi Ngân Phan có xanh rồi, Ngân Phan ơi. Còn còn xanh thôi nha mọi người ơi. Rồi 90 xanh cái này chuột. 90 thì 81 đều được nha, vì em đặt loại mã. Chỉ con xanh nha mấy chị, hết hồng. Còn xanh không chứ. Màu xanh đẹp lắm, màu xanh không đẹp. Thiên Bình có xanh rồi nha, Thiên Bình. Màu xanh không kém gì mình có 90 xanh nha, nghe rõ ok mình. Còn con này 55 kg độ bền mang ok. 55 kg độ bền mang ok, cả nhà yêu ơi. Chúc dùm em là sọc hồng. Sọc hồng cho em hả? Rồi comment dùm em là sọc hồng. 90 còn xanh, 90 xanh út hiền. 90 còn một xanh, biết sao sọc hồng. Sọc hồng cho em. Thấy mình may, còn cái xanh nha mấy chị. 90 còn một cái xanh. Và sọc hồng dùm em. Tập hồng với bé. 90 xanh Nguyễn Dũng. Tập hồng. Tập hồng được 3. Tập hồng được 3. Tập hồng của Na Maria. Cái áo này lên thon đẹp dữ lắm. Tập hồng của Hố Linh. Tay con ra như thế hả? Tập hồng còn 1. Phong 55 cái độ bài ok. Này trước thì mang mã 1. Mã 1 được 3. Mã 1 được 3. Mã 1 được 3 các nhà ơi. Chốt mã 1, mã này đang hóng. Rồi mã 1 được 3 ha. Mấy cái tay này đang hóng. Mấy form 55 chứ được rồi ok. Mấy chị đang mã 1 được 3. Mã số 1 của Thanh My. Này cái cục cây đồ nó hay ha. Mã số 1 của Đặng Ngọc Dân. Số 1 còn 1.
Rồi lại số mấy tay ngang. Muôn đời đúng đắn. Rồi này comment số 3. Số 1 của mèo chuột. Rồi số 3. Thôi 5556 cái đội này ok. Cậu này đi không có đội. Nói này chốt số 3 dùm em nè. Chốt số 3. Số 3 hết sơ mi chưa? Còn cột sơ mi caro cũng hết sơ mi luôn mấy chết. Mã số 3 nha em chưa? Rồi chốt số 3 đi. Comment số 3. Đây vừa nhắc xong nè. Đây ví dụ cái trường hợp điển hình đi. Như chị Xí Muội nè. Chị Xí Muội số điện thoại 0589650632. Đã đặt hàng rõ ràng bên shop có ghi tiêu đề là không đồng kiểm. Các chị trong tin nhắn cũng có nói rõ ràng. Và đặt hàng tới nơi bon hàng giờ lên chốt. Vẫn chốt bình thường đọc lên lên comment mã nè. Em không biết mấy chị có cái ngại không nha. Mã số 3. Số 3. Số 3 được 3. Mã số 3 chị Nguyễn Huyền. Ba con. Đang sợ đẹp ha con. Quả siêu đẹp, em này có xanh và vàng. Vàng nâu quá cả nhà ơi. Thôi chỉ 60kg đồ này ok. Ba con. Nguyễn Huyền ngày mai chú ý điện thoại với mình nha Nguyễn Huyền ơi. Ở ngày mốt nha. Đơn này. Tên mới bên mình chỉ chốt giới hạn 5 món nha chị. Ba con hả? Quả số 3 sumo. Chốt em số 8 kèm màu 8 xanh vàng nha cả nhà ơi. Vàng nâu vậy hết 8. Bây giờ thấy biết chốt hả gì rồi. Ba con 1. 8 xanh vàng. Mã số 3 được 1. 3 phòng 1. Mai Nguyên ơi, Mai Nguyên được 2 món rồi nghe rõ ok. Mà nhà Mai Nguyên mấy chị có chốt rồi mà nó chưa mua được món nào là em không dám chốt thêm đâu mấy chị. Mã số 3 gì chốt Vũ Hương. Mai Nguyên được 2 món rồi nha. Rồi này chốt 8 hay 6? 8 xanh vàng. 8 xanh vàng. 8 xanh vàng. Cho nên hãy đang là cuối cùng rồi đúng không? Mã 8 vàng Nguyên đang. Từ đây cái này chị em không biết. Mà yeah. 8 vàng quang đen, 8 xanh vàng, còn bò, vàng nâu, 8 xanh màu, con này dưới 60kg ok cho em. 8 vàng Nguyễn Dũng. Chị Xí Muội nãy giờ chị kia của mình có nghe mình nói gì mà chị Xí Muội ơi. Chị Xí Muội con hàng em không chốt lại nha. Rồi 8 vàng xanh vàng. Chị đổi số thoại, đổi nick lên, bên em cũng phát hiện được nữa chị. Chị ở ấp, chị ở Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang nè. Mã 8 vàng Thiên Bình. Một cái nó cố gắng này siêu chốt thêm nè. Màu xanh. Màu xanh. Cố gắng này siêu chốt thêm nè. Siêu bắt đầu áo khoác quần và bộ đẹp. Nó chỉ nhìn bộ nè. 8 màu xanh. Lô bộ ngày hôm nay bộ thông đông đó cả nhà ơi. Mà coi nè. Về mà bể bọc giấy bể kính thông đông á. Bể túi kính luôn á. 8 màu. Thấy Bùi Thủy. 8 màu xanh mấy chế. Chuẩn bị hết áo sơ mi rồi mấy chế ơi. Còn có mấy cái cuối cùng mà mấy chế không chốt sao. Màu xanh đẹp muốn chết. Mã 8 xanh của Bi Phúc. Bỏ cái bia đứng này. Tám màu xanh. Tám xanh cái màu đẹp không màu. Thấy Diệu Trang nè. Tám màu xanh thôi. Mã tám xanh của Kim Ngoan. Tám màu mũi xanh. Rồi phong này 1556 cái đồ bèo ok. Chối tám xanh Duyên Phạm. Rồi mã 10 nè. Mã 10. Hồi nhà yêu ơi. Chốt mã 10 dùm em. Mã 10. Thế là sĩ. Này chốt mã 10. Sao mấy chế coi đồ bộ sẽ tắm cho mã hả? Các bậc khác là mấy chế đá túi giấy hết rồi. Nhân tay là Chuyên Phượng ơi. Mã số 10 của Ngân Phan. 10 còn hết. Còn 2. Mã số 10 của Cẩm Thu. Học Ánh là mình thấy Học Ánh nha. 10 còn 1. Và cái này mặc cuối cùng. Thấy lặng lẽ. Thế nào? Rồi áo á, coi trưởng hả? Chốt mặt cuối cùng rồi nè. 55 cái đầu về ok. Mặt số 10 còn 1. Áo coi trưởng chốt mặt cuối cùng thế nào? Số 10 Phạm Kim Hoa. Rồi chốt mặt cuối cùng giùm em thế nào? Mặt cuối cùng. Mặt cuối cùng thế nào? Mấy chế nhìn cái bộ đó. Cái túi của nó nè. Khánh Nhung ơi nhanh tay giùm mình nha Khánh Nhung. Mặt cuối cùng thế nào? Em bỏ riêng nha cả nhà ơi. Một mẫu chỉ có 2 tới 3 cái thì mấy chị em mình chỉ chốt được những chị đầu tiên thôi mấy chị. Chứ không phải chị nào cũng có nha. Mặt cuối cùng. Rồi cả nhà ơi coi bộ nó nè. Chị nát bọc có mấy chế không? Mặt cuối cùng của Bi Phúc. Cái bọc á là nói lên cái độ xịn của nó như thế nào thôi. Còn cái chất lượng của cái bộ đồ thì nó vẫn như thế. Chất lượng bộ đồ thì nó vẫn xịn như thế. Cho dù bọc nó có đắt hay không ha. Ê trời bỏ băng của mày. Chị trẻ ơi bộ đá không con. Đá không con mấy chị em. Nè chắc. Chắc có khác thương mình mấy chế.
thương thằng con nó đẹp lắm. Thấy suy nghĩ thơm không ha? Dưới 60kg đồ bèo ok. Đá mà nói dưới 60kg đồ bèo ok hết giùm em 101 của 3 bộ ha. Chốt giùm em mã số là 3 luôn. Mã số 3 được 3 bộ 101 được 3 bộ. Còn nó lát túi vậy nè. Không có lát túi gì nè mấy chế ơi, tại vì túi giấy thì mùa mưa mấy chế. À, cảm ơn chị Thảo Minh. Bệnh này chưa? Bỏ một 30 á. Gấp lại, gấp đôi lại, gấp đôi lại. Thấy cách bom vẫn lên chốt hàng bình thường là cảm thấy trong lòng bệnh luôn quý vị. Rồi cả nhà yêu ơi, mã nhiêu đây? Mã số 3. Mã số 3 của 3 bộ. Số 3 của Huyền Phạm. 3 nè. Áo mặc hết như Nguyễn Duyên. 3 nè, như 3 đây đúng không? 3 101 cả nhà ơi, lại không to, thiệt là lắm. Chị Nga nặng bên mình ngày mai còn 2 like nữa thì chút thêm cho mình như chị. Bộ đá thì sờ không chết luôn ơi. Còn khác em không? Ba được có 3 bộ à? Ba được 3 bộ 101 mới chết. Trời ơi, bộ đẹp. Bộ đẹp còn mà mới chết được sao? Em còn cái áo hồng thôi nữa. Cái này liền luôn đó mấy chế. Có set vest không em? Trời ơi, trời nói luôn nè. Thấy nào na sĩ? Cái này là tay phồng nha mấy chị yêu ơi. Em nhìn cái này là muốn đi thay liền luôn mấy chế. Hồng, đen và nung, ba mặt, tay phồng. Bữa nay mà bên shop like 2 khung giờ, buổi trưa là 12 giờ và tối là 7:30 nha Đặng ơi. 85k. 85k, tay là tay phồng nha cả nhà nha. Phong tay phồng. 2 còn 1 nha. Từ 40 đến 55 ký độ này ok hết cho em. 85k. Tay nè, mấy chế em gần mấy cái tay lại cho mấy chế coi cái tay phồng như thế nào. Còn một cái số 3. Em là cái nôi ra, 85k. Đẹp kinh khủng đây. Là cái màu nôi tay nè mấy chị em. Tay phồng đẹp dữ lắm, thôi này từ 40 đến 55 ký độ vẻ ok ha. Tay phồng, cổ vest tay phồng đang hot cái set này, kinh khủng luôn. 85k chứ 85 kèm màu. 85 kèm màu. Mã 85 kèm màu. Hồng, đen và nâu. Mã 85 hồng của chị Nguyên Lê. Lưng cao nhé cả nhà ơi, vải đen 85 hồng đen luôn đấy học. Hồ Linh ơi, Hồ Linh được hai món này thích mới, inbox cho mình cái địa chỉ rồi chốt tiếp đi chị. 85 hồng đen luôn. Các thông tin bên mình đi chốt thêm nha. 85 kèm hồng. Hồng đen mà nên có đen thôi em. Tại sao có chân thun nên rất là dễ mang. Quá đẹp, hồng đen luôn. Tay là tay phồng nha mọi người nha. Tay phồng, đại lúc. 85 hồng đen luôn. 85 đen luôn kim. Thiệt luôn á, 85 là phải mặc cái giấy thấy được nó đẹp như thế nào á. 85 hồng thanh Trúc Nguyễn. Hồng đen luôn. 3 màu giữa em. 85 có hồng đen luôn. 85 đen có tội nghiệp Hà. Hồng này nó dễ. Tay phồng. Thì cho em nhìn mấy cái bộ này là muốn thay ra thì không? Còn nó rất là dễ mang, dễ mặc và rộng rãi thoải mái. Cho em để muốn chịu 85 đen có Xuân Lan. Xuân Lan ơi, bốt cho mình địa chỉ thế nào là chốt tiếp đi Xuân Lan. Em muốn chịu mặc đồ ôm thôi, em muốn xong rộng 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 như thế này thôi. Hồng đen luôn. Tay là cái phòng đẹp cực kỳ. Có 85k mấy chế. Chất đẹp, phòng đẹp. Hồng đen luôn. Từ 40 tới 55 ký độ vẻ ok hết chị em. Cùng lưng cao luôn nha cả nhà nha. Còn hồng đen luôn, mã 85 chị em. Mã 85 đen lên như spa. Không đóng hồng cũng ok nữa. 85 luôn Đặng Lan. Ok, cùng để em chiếu đi. 85 hồng Khánh Nhung. 85 hồng Phương Lê. Các bạn có địa chỉ mình. Cảm ơn Xuân Lan. 85 còn hồng đen luôn. 85 còn hồng đen vậy luôn. Hồng đen luôn nha mọi người ơi. Mọi bạn đẹp đẹp mấy chế ơi. Bạn đẹp phong đẹp bán 85k. Như thấy có ai may được một set như thế này bán 85k không? Không có đâu nha. Tấm lòng có vàng nè. Không, nu á. Cái đó là tấm lòng nu nha Hồ Linh đây. Còn mấy đúng mà mãi mình nè. Mấy chị yêu đóng thùng cũng được, mà không đóng thùng được ok thì nè. Tay là tay phồng hết mọi người nha. Tay nè. Tay phồng siêu siêu đẹp. 85k thôi mấy chế. Em nói thiệt em mà mặc cái này là không còn để bán thôi mấy chế. Bạn Lan có 85 nu rồi nha chị. Để mặc đi. Để mặc Lan nha mấy chế coi. Bây giờ không mặc rồi mấy chị. Không thấy không? Sao bỏ được ba. Mã 85 nu của Hồ Linh. Đúng á. Quá đẹp. Để mặc mấy chị. Không mặc mấy chị. Không thấy đâu.
85 đồng của Yến Lê. Thái Tuyết Đình. Tám năm còn hồng và nu như mấy chị? Hồng đen nu luôn anh. Hồng đen nu. Ủa sao một hai một chứ? Nghe cái này là không phải đâu. Đúng rồi đó. Ý đây có 85 nu rồi nha, lấy thêm hồng comment thêm cho mình nha chị. Rồi form này nè mấy chế, form này từ 47. Rồi từ 47 tới 54, 55 cái độ bèo ok nha. Từ 46, 47 tới 54, 55 cái độ bèo ok ha, C79K. Chị đặng làm thêm cái 85 đen. Quần mà nãy giờ em phối với biết bao nhiêu cá sơ mi đây, mới tránh nhìn cái lưng quần. Mã 85 hồng của chị Hồng Siro. 85 màu hồng nha. Cái quần mà nãy giờ em phối với bao nhiêu cá sơ mi đây. Từ 46, 47 tới 54, 55 cái độ bèo ok hết xe luôn nha. Nó là form quần tây, nhưng mà chất của nó là chất Umi Hàn, nên là nó sẽ có độ co giãn. Mấy chế giặt này nó không có bị xù, kiểu xước, không bị đổ đâu. Mấy chế mặt nó cũng không bị đùng gối nha cả nhà. Ok, cảm ơn Yến Lê, thêm 85 hồng với Yến Lê. Cả ngày cũng không bị đùng gối, thôi sẽ 79k. Chốt được em mã số là 79 luôn. 79 tại vì còn có mấy cái quần nên xem mấy chế chế yêu ha. Chẳng ai có thôi mấy chế. Chẳng ai có quần này xem 79 thì các bạn em lấy vô là hàng 8x8x hết luôn đó mấy chế. Mà em phải lấy số lượng nhiều chứ không phải lấy ít cho người ta ha. Không phải lấy 1 cái, 5-10 cái thôi mấy chế, 11 quần này phải lấy không. Mã 79 cuối đặng. Mới được giá. Hà Phạm ơi, 85 kèm màu với mình đi Hà Phạm ơi. Thôi 79 ra là chốt 79. 79 Phạm Kim Hoa. Cái quần mà nãy giờ cái khối biết bao nhiêu giá của mình đây nè. Quá đẹp. Hà Phạm ơi, 85, mã 85 có 3 màu nu đen hồng như chị. 79. Từ 46 cũng phải tới 55, 55. 79 Dầu Thái. 79 Dầu Thái. Đấy chính Kim Hoa Phạm. Bảy chín nút túi Trinh Nguyên. Cảm ơn chị Hoa Kim. Bảy chín nút Tina Nguyên Lê. Bảy chín Thanh Tiền Lê. Cái đường truyền nó Trinh Nguyên ơi. Bảy chín còn không em? Bảy chín Su Miêu Huỳnh. Bảy chín nha. 79 Yến Chi Bi. 79 phần 1. Cái này có XML XL. 85 là quần, nó không phải đâu. 85 gì là hàng phạm nghe lộn mã nha. 79 là mã quần nha. 85 là xếp quét đúng không? 79 còn hết em ơi. 79 còn 1 ăn. Mã 79 của Nguyễn Thị Diễm. Hết mã 79. Rồi cái này có ML, XL. ML, XL. Cả nhà yêu ơi, có size ML, XL hả? Size M là từ 40 tới 52kg độ bền mặc size M, 54kg độ bền mặc size L và 55-56kg độ bền mặc size XL cho em nha cả nhà nha. Nói này comment giùm em cũng theo 79k cho mấy chế yêu luôn. Hết thôi mà lại còn mấy cái ML 1X2X. Em mấy chế size M là từ 40 tới 52 cái cam S6 mặc size M, 54 cái độ bè mặc size L, 55 56 cái độ bè mặc size 1X và 57 58 cái độ bè mặc size 2X cho em, nghe kỹ cho em nha. 79k đen kèm size M. Có lỡ em. Có lỡ. ML 1X và 2X. Comment giùm em đen kèm size giùm em nha. Cái lưng của nó mới chết. Cái lưng của nó là nó ôm. Nó ôm vô cái bụng dưới của mình ha. Nó giống như là cái dạng gan thịt bụng vậy đó. Nên là thôi nó định hình cái bụng luôn. Không có bị phì mỡ, ngánh mỡ gì hết trơn nha. Và cái mã quần này đang hot hòn hòn. Yến Lê thêm 85 lu, cảm ơn chị. Rồi, đen kèm size. Yến Lê xếp loại 392 có 2 cái lu và 1 cái hồng như vậy. Đen kèm size xe 79k nó chết. Em rồi ok em nha. Mã này ta đang bán tới 100 mấy cái quần nó chết giờ mình. 79 hết rồi Nguyễn Hồng. Rồi xe 79k trước đen kèm size nó chết. Chốt mã nào đúng mã đó thì đen. Mã đen 1X và đen 2X của chị Su Miêu Huỳnh. Cái 1 cái 2 bao giá là 250 mấy chế, mai có giá này đâu mấy chị. Cung Ngô anh bốc đi chuyển mà được chút tiếp đi chưa. Rồi đen kèm size đen. Mã
Má đen kèm size, đen size một cái thứ như 3. Đen size 2 của Mai Nguyên. Má đen size L của Phạm Kim Hoa. Má đen size M của Hồng Đặng. M, 1XS. L còn hết. Đen còn 1XS. M, 1XS. Má đen M của Quốc Hiền. Đây còn 1 ít và 2 ít. Mờ 1 ít 2 ít ha. Đây còn mờ hả? Đang mờ của Khánh Nhung. Đang mờ 1 ít và 2 ít. Khánh Nhung ơi, được 2 cái lên bốc địa chỉ rồi chút tiếp Khánh Nhung ơi. Được cái 1 ít đen. Mai Nguyên có size 2 ít rồi nha Mai Nguyên. M. Size 1 ít 55 ký độ bè cao mét 6 mấy chế rồi. 2 ít 57 ha. 57 58 thì mặc 2 ít 55 ký độ bè mặc size 1 ít dùm em nha. Mà đen 1 ít chứ ca so Hà Lan. Đen 1 ít và đen 2 ít. Và đen 1 ít và đen 2 ít. Mình mới chế yêu. Đen 1 ít của Sony. Đen 1 ít 2 cáo chi Huỳnh. Đen mở nhan trinh. Đen mở của Nguyễn Hồng. Đen còn 2 ít. Còn 2 ít nha quý chị. Đen 2 ít của Từ Ngọc. Quý chị comment đúng mãi cho mình là chứ đừng kèm comment sai không. Sai không thì sẽ lộn với cái mãi trước quý chị. Đen còn 2 ít, 57 cái độ về mặt sai 2 ít chùm em. Đen 2 ít của Từ Ngọc. Đen còn 2 ít. Đen 2, 2 ít của Phương Ngô. Chất của nó là Umi Hàn. Chất của nó là Umi Hàn. Đen còn 2 ít thôi. Chứ không phải là có tông nhá. Có tông bình thường thì nó rất là rẻ luôn. Hết 1 ít rồi Xu Xu ơi. Còn 2 ít hả? 2 ít 57 ký độ về mà có 2 ít thì mình. Nó chê thành đâu hôn cái bụng. Hôn cái bụng sướng lắm. 57, 58 của anh chê ha. Hôn cái bụng sướng khủng khiếp luôn nó mới chê. Chỉ nào mà có phần bụng ha. Ôm cái này có thể là giảm mỡ được luôn đó mọi người. Hay giống như cái hàng gan thịt bụng vậy đó. Đang 2 ít 758. Đang 2 ít 100 lên. Rồi chị Phạm Vân ơi, em nói gì mà chị không hiểu. Nguyên tắc là khách mới chị nhận được cái đơn hàng đầu rồi lên chút tiếp nha. Chứ không khách mới là không chút liên tiếp như vậy nha chị. Em giải thích trên live rồi, chị vào tin nhắn chị còn nói trong đó nữa. Thật sự luôn á, khổ ghê luôn á. Em biết là mấy chị có thì 9 mua hàng, nhưng mà mấy chị cứ nhận đơn đầu tiên đi, mất công rồi đơn đầu tiên lại không vừa hay là chỗ chị em ơi chị không thích cái chất đó thì đen hai của Nguyễn Thị Diễm đơn sau tới là chị không có nhận đâu nha em, là em rất là sợ luôn nên là em mới kêu là chị cứ nhận đơn đầu giùm em đi rồi đơn sau chị cứ mua bao nhiêu cái em cũng bán hết. Mà đen hai của chị Trúc Trần, Trúc Trần số thoại 366 là mình địa chỉ thấy Trương Thúy Thạch ở Thanh Thúy Trương. Phương Ngô có đen hai hết rồi nghe rõ ok mà như Phương Ngô ơi. Trang Lê có rồi nha chị. Em có cái quần coi. Thế chị có cái quần đó coi. Thầy thấy cái quần thấy không? Đúng rồi. Đen thấy còn không? Đen thấy ít còn. Còn. Đen thấy còn 2 cái. Trang Lê có rồi. Bộ này treo cho mấy chế 69 trang. Form này 54 ký độ bè ok. Đi cùng với ai thì lúc ngày thứ hai mấy chị chú ý nghe điện thoại và nói với em nha. Khác mà cái quần khác. Rồi cả nhà ơi, 54 ký độ bè ok, từ 40 tới 54 ký độ bè ok, giảm này đó, giảm này. Tiếp tục coi nha. Rồi, xem cho mấy chị 69k trước thì em mã số 1. Mã 1. Còn em mã 1. Rồi chốt mã 1 xem 69k hàng túi ship. Đó. Đó. Cái kia LV nhìn nha. À, cảm ơn chị Phương Ngô. Thế An Bảo. Rồi mã 1 cho em. Mã số 1 của Ngô Hoàng Thiên Lâm. Mã số 1 của Ngô Mỹ. Mã số 1 của Thiên Huỳnh.
Hỏi số 1 của Nguyễn Phượng. Bản số 1 của mình ăn. Bản số 1 của Tiên An Nguyên Lê. Bản số 1 Kim Phương. Bản số 1 của Ngọc Ánh. 169 nha. Chú mở 1 chị mấy. Có khoác khoác lên không? Hôm nay không có, nhưng hôm nay có khoác kaki lụa nữa chứ. Kaki lụa thịt nhiều lắm. Rồi chú mở 1 chị mấy. Quần còn nha, quần còn mấy hả quần đó. Chế lên cho mấy chế. Cái mã nó mấy hả. Chế lấy 1 chú 1 chị mấy. Cảm ơn bé tới chú tới rất nhiều. Mã số 1 Ali. 69k mọi người ơi, cùng là có túi hết nha. Cùng là có túi hết cho mấy chị yêu nhà mình ha. Thôi này ba mấy chị nó cũng ok đó mấy chị. Rồi một áo len chị đẹp hỏi chị. Trời ơi thiệt luôn á. Nhưng mà may về cái lô len tay dài mấy chị ơi. Cái lô len tay dài mê ly mấy chị. Thiệt sự mê ly. Một còn. Một còn. Cái này có sai gì nè. Mấy chú một còn mấy cái em ơi. Còn nhiều. Nhiều là mấy cái đến mình mà. Bó lại luôn. Rồi cả nhà yêu ơi. Hôm nay có lên mùi riêng không? Dạ. Bán số 1 của Kiều My. Không chứ. Đem theo cái nào rồi cho nó chán. S, M, S, L. Rồi mà con này có size S, M, S, L. S 52 cái độ vàng, M 54 cái quần này đọc. S 52 cái độ vàng, M 54 kg và SL là 57 cái độ vàng ok ha. Comment giùm em mã số là. Ủa cái này giống cái mã kia quá vậy. Giống mã mới sale quá vậy. Nhưng mà cái kia sale này cái đai thì nó là đắt yếu. Không không, trước đó không bây giờ trước đó đúng rồi. Nhưng mà những cái mẫu nhạt hơn á. Cái đai quần nó. Rồi cái này chốt giùm em mã số là. Rồi chú chụp em mở 5 kèm size 5SM1X 5 kèm size 5SM1X 52 cái độ vàng mặc size S từ 40-52 á. Mặc size S 54 cái độ vàng mặc size M và 57 cái độ vàng mặc size 1X chụp em nha. Đang giá còn nhiều em ơi. 79k. Cái quần em xe 79k em mới chế nè. Mở 5 size M của dầu Thái. Rồi SM1X SM1X mở 5 size M của Nha Anh Trinh. SM và 1S mấy chén hạt nhìn đắm hùng với cái quần tay nhưng nói chung là quần tay á mà đắm hùng với cái áo sơ mi như bán 49k này giờ thì sẽ đẹp hơn là cái trên váy luôn đó nha. Khoảng 5 tay M của Nguyễn Trinh. Nguyên đắm hùng với trên váy mấy chén đẹp mã hả? Tiện, tiện nhát áo sơ mi vô trên váy cho nó dễ. Đây, thiệt ra là quần đó. Đó, mấy chén nhìn thấy không? Khoảng 5 tay của Hà Phạm. Ướm đây là thấy đẹp hơn cái trên váy luôn á. Hà Phạm được 2 món rồi, đúng là địa chỉ đó Hà Phạm ơi. Đẹp hơn đắm hùng cái trên váy nhiều nhiều. Khoảng 5 tay một cái chú Vi Huỳnh. Khoảng 5 size L Nguyễn Hồng. Không có L ở đây, không có L. Có một cái L. Có L, có L. 55 cái độ về mà. Khoảng 5 size M Thanh Tuyền Lê. Một cái L với một cái 1 ít chị. M, ít L luôn là có. Không, ít L với L. L với L, cái chị ra M rồi đó. Mã số 5 một cái chú Vũ Nhi. 5 cái còn hết em ơi. 5 mét 2 cái Bảo Chân Lê. 5 gòn ML 1X. Đúng không? 5 gòn ML 1X. Cái quần đó chứ. Mãi số 5 một ít của Hồng Siro. Em mà xem là bánh nó. Em còn hết. Mãi 5 size M của Kim Luân Nguyễn. Em mã quần cuối cùng. Mã quần cuối cùng. Mã năm hết S nha mấy chị. Mã còn cuối cùng cũng là cái mã siêu đẹp. Mã năm còn sai gì? M L X L. M L X L của Minh Sang. Mã này đã hết rồi. Hết mã. Hết M. Rồi hết năm hết M. Năm X L của Linh Nhi ba. Hết X L, năm còn L. Cái mã này là mã cuối cùng. Năm còn L.
năm năm cái đồ này mà sai lời thì nghe nha. Năm lần yếu chi bi. Đây nha. Đây cũng thiếu còn một. Xem bộ tính nha. Năm còn là SL luôn. Còn một cái SL. Một cái L, một cái SL anh. Cái gì á? L. Còn một cái L. Rồi cả nhà ơi, 52 cái độ về mà xe S, 54 cái độ về mà xe M, 55 cái độ về mà xe L và 57 cái độ về mà xe SL giùm em. Còn em ở cuối cùng kèm sai giùm em nha. Cuối cùng. Cuối cùng cả nhà yêu ơi, cuối cùng S, M, L, SL. Cuối cùng S, M, L, SL hết cuộc. Mã số 5 còn một cái SL. Đúng rồi. Mã số 5 một cái túi chị Sony. Cuối cùng kèm sai. Chưa ăn. Rồi cái này mã cuối cùng. Thấy Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thấy quần đối với em. Mã cuối cùng. Nhan chim có rồi. Ủa cái đó là gì vậy? Mã cuối cùng đủ sai của Minh Sang. Mấy sai? Trời ơi, có chữ này là cái nào? Còn cái gì đủ sai hả? Ờ, SML, SL. Đúng sai. Kèm sai cái gì? Hỏi hello Nguyễn Ngân nha. Số 5 hết rồi giờ Nguyễn Thị Thanh Xuân ơi. Còn mã cuối cùng nữa chơi. Mã cuối cùng là của Nguyễn Thị Thanh Xuân. Cuối cùng mét của Hồng Đặng. Hồng Đặng có S. L bé đúng không? Con kêu ra đi. Bây giờ mã cuối cùng mờ của Dầu Thái. Cuối cùng còn mờ là một cái. Mã cuối cùng mờ Kim Luân Nguyễn. Anh mờ là đúng không? Còn L và một cái. Rồi Thanh Xuân Nguyễn Thị Thanh Xuân thêm cái L là hai cái. Thêm cái L. Còn một cái chứ gì? L và một cái thôi. Cuối cùng một cái túi linh nhiệt ba. Linh nhiệt được 9 món rồi, ok mình nha. Hết ép rồi Hà Phạm ơi. Hà Phạm ơi, được 2 món rồi, bút cái địa chỉ đi xuống phía với chị ơi. Cuối cùng một cái túi quy lử. Cuối cùng còn lò một cái lò, hai cái một ít, đúng không? Năm, mã số 5 hết. Năm hết rồi. Cuối cùng còn lò và một cái thanh. Cuối cùng một cái túi kim quyên. Còn cái lò, cái một cái. Còn hết. Cái lời em một ít mà anh có cái gì rồi? Cái một ít chú chị bà thiếu. Còn một cái lời. Em ra cái bộ nào mấy bé em. Cuối cùng chỉ còn cái lời. Căng cái bộ nào mấy chị yêu ơi. Càng 102. Mã cuối cùng là của Trần Ngân. Chắc ta cái bộ này trẻ nào nhập về trẻ nó cũng hay thích nữa. Mấy chế. Này giống mã năm của này đúng không? Mã năm này á, năm còn cái S, năm còn cái S đó thôi. Còn mã năm còn cái S đó, năm nay thì ok. Rồi mã năm còn cái S nha mọi người ơi. Năm còn cái S. Số năm còn cái S nha mấy chị. Năm hai cái độ về ok, từ 40 đến 52 cái độ về ok, năm còn một cái S. Ở số 5 cho hết rồi mấy chị, còn chị nào mặc size S mã số 5 thích mã số 5 thì comment lại nha. Rồi mấy chị yêu ơi, đang căng cái lụa nè. Bạn là bé số sumo. Em bao chết cho mấy chị yêu. Phần to nha, phòng 55 cái ok hết chen. Phòng 55 56 con chen hết giùm em nha mấy chị nha. 55 56 57 2 ok hết chen. Rồi cả nhà. Hết cuối cùng hết năm. Chắc của nó là căng cái lụa chứ phải dùng nha. Cái hàng này thì thôi lúc nào cũng có giá hơn hết thì biết sao. Đi nặng á thì nó không có bị nắng tay giống như hàng dù ha mấy chị yêu nha. Thử mua đi rồi đi lại thì rất là ấm.
Rồi comment mã 1 cho em. Mã 1 dùm em nha cả nhà nhá, theo nè. Mã 1 99k. Chốt mã 1 chắc là kaki lụa 2 lớp nhá. Kaki lụa với mặc dù nha. Mặc dù thuộc loạt đâu nha, mấy chén dày dặn. Rồi mã 1. Mã 1 99k chốt mã 1. Sale á, sale 99k chốt mã 1. Hàng hàng 120. Mã số 1. Thằng 120 hết, mã sale cho mấy chén. À chị Trinh Quang đây, khách mới thì còn mang mã kèm số điện thoại giúp em nha. Khách mới chốt giùm em là mã kèm với số điện thoại giùm em nha. Một cái ca cây lụa nè. Dây kéo là dây kéo đầu. Số 1 của Nguyễn Ngọc Hà. Ca cây nè mấy chế ơi, đẹp lắm luôn. Hai lớp là mấy chế gì đâu. Cái hàng này thiệt lâu nó mới sale ra. Ờ, chứ không phải. Lâu thiệt lâu nó mới sale ra mấy chế ca cây. Hai tối trước. Thôi 55-56 thì ok hết giùm em luôn. Hai comment giùm em là. Rồi chốt số 3, 3 cam nè. Ba cam, ba hồng, ba cam hồng, ba kèm màu, hai màu đúng không? Rồi ba có cam hồng, bà nhà ơi, hàng hai lớp lót hết, nó sẽ nhìn lót sạch bên trong. Ba cam hồng, tay là có phối dạ quang nha, tay có phối dạ quang. Ba kèm màu. Ba hai màu cam hồng, ba cam hồng, tay có phối dạ quang ha mấy chị nha, 99k nè, mấy chị nhìn cái lót lót trong này. Tuổi hả? Tuổi là tuổi hồn ha. Ba cam có thắng đặng. Có thứ trăm luôn đó mọi người ơi, xịn cũng thiết. Rồi ba hồng. Cái lò này lâu thiệt lâu nó mới theo một lần nha. Ba hồng chung hồn. Ba thiệt là thắng luôn. Ba em hồng này. Hết. Rồi em này nói là kaki. Có thứ ba. Ôi cái này là kaki xịn luôn đó mọi người ơi. Cái này là kaki dài, kaki xịn luôn đó. Cũng hàng hai lớp hết nè. Con này 60kg đổ về mang ok. 99k hết á. Thôi về 60kg rồi về mang ok. Hai túi hộp kiếm trước nè. Rồi em này có đỏ và hồng. Trước thì em mở 5. Rồi 5 kèm màu, 5 đỏ hồng. Trước 5 kèm màu không 60kg ok ha. Hai lớp lót. Em sẽ coi nè. Hai lớp lót có túi trong nha mọi người nha. Túi trong to để vừa cái bóp này nè. 5 đỏ nè, 5 hồng nè, 5 đỏ và 5 hồng. Đây hai túi trước nè. Rất là chất ta kiên trực nha kia nha. Ta kiên trực còn hai lớp lắm. Cái này em sẽ 5 đỏ và 5 hồng. Không có cái ký hợp là ok. 5 đỏ và 5 hồng gì mấy. 9k. Thì hai cả 2 hồng. Mấy 5 đỏ thắng đặng. Em này có xanh, có đen. Xanh, đen. Có dạ quang á tại nhà ơi. Chưa buồn học bản của trường. Từ bản của trường 2 đến bản của trường 6. Chúc qua lại cho bằng cũng trai. Rồi cái này nó có dạ quang cái tay hồng, năm còn hồng. Cái này nó có dạ quang ngay tay mấy chế form 55kg độ về mang ok, dạ quang ngay tay và dạ quang ngay túi. Túi có khóa kéo. Rồi hai lớp đó và có túi trong. Hai lớp đó và có túi trong hết cho mọi người nha. Mã năm hồng của mèo chuột. Em này chốt chị mang mã 99k. 9 rêu và 9 đen. Có dạ quang ngay túi và tay ha. 9 rêu và 9 đen thật là yêu ơi. Chắc sao kia. Năm còn màu gì em? Thế rồi em. 9 rêu và đen. Rồi 9 rêu và đen. 9 rêu và đen. Đúng rồi, 55 ký hợp ok ha. Mã 9 rêu của chị Thúy Đặng. Đây, phần này 60 ký ok, nó có nút bo. Chị nào thích nút bo nút nha cả nhà nha. Đây nó có nút bo nè. Mã 9 đen của Nguyễn Mai. Chị nào thích bo thì nút vô dùm em nha. Phần này 60 ký hợp ok, nam nữ mặt được. Nam nữ mặt được, có cái túi phía sau. Có cái túi phía sau ha. Bây giờ mấy cái phòng khoác mà phòng rộng thì chậu ăn hết ha. Đây hai túi trước. Hai túi trước, một túi tưởng kèm sau. Rồi mình sẽ có túi trong luôn, hai lớp lót và có túi trong hết cho mọi người nha. Này chốt mã 11, 99k. 11, nam nữ mang đều được cái mã này hết nha. 11 nè, 11 được 2 em. 11 được 2 em. Này có đỏ đen, chắc là kaki xịn luôn đó mới chết. Kaki dày luôn đó hả? 11. Mã 11 của ai? Rồi form này 55, biết được về ok. Phong này 55 cái độ vẹo ok, có đỏ đen, chắc cao kia dài. 11 của Tạ. Còn một cái. 11 của chị Dung Tuyết. Còn cái này có đỏ đen nè, còn đây thì em là 16. 16 kèm màu, nó có khối 2 cái nút và 22 cái túi nè. Đỏ đen, đỏ 16, mấy chị yêu. Hàng 2 lớp lót và đều có túi trong hết. Tại giờ cái nào cũng có túi trong, nó lót cùng một chất vải. Cái vải lót của nó không thịt, nó mới chết. Tại giờ lót một chất vải này không, vải lót của nó không thịt. Nó mới chết gì là biết hay thịt rồi đúng không? Rồi 99k, bao nhiêu? 16 đỏ đen. Anh nó lót một lớp một loại vải là mấy chiếc cái lò này nè. 16 đỏ của Minh Sang. 16 còn đen. 16 còn đen. 16 đen của Tội Nghiệp Hà. Em mấy chiếc. 11 hết rồi chị Trâm Cùi. Kỳ dày. Đây,
lót là một loại vải lót hết cả nhà ơi. Đây, một loại vải lót hết nha mấy chế. Tập lót đó ha. Có túi trong hết ra luôn nha mọi người ơi. Hôm 55 ký được về mang vừa. Hết mã 16. Hôm 55 ký được về mang vừa chốt 22. 22 được một cái. 22 được một cái chốt canh ti. 22 được một cái. 22 được một cái. Rồi cái này có chữ Mickey và tay dạ quang ha. Tay và nón dạ quang nha. Cái này dạ quang hay mấy chế. Đi đi buổi tối ha, là nó sẽ phát sáng cái này nè, đặc biệt là không phát sáng bình thường là đèn xe, chính chính xác đèn xe soi vô còn sáng dữ nữa. Cái này mấy chế dạ quang nè, dạ quang tay nè ha, dạ quang nón và dạ quang tay, ổ chuột như thế này. Mã 22 của Kim Kim Quyến. Rồi 55 cái đồ này ok, số 24 lót cùng một lớp lót thôi, thiệt lắm luôn. 79k nha mấy chị. 99k. 99k hả? Để ghi giá lại đi. Đâu có ghim, nãy giờ đâu có ghim đâu. Nãy giờ đây cái nào là ghim đâu ha. Đúng không? Áo mặc hết rồi bạn. Rồi cả nhà yêu, cái nón của nó còn có hai cái tay này nữa ha. Rồi tay cũng có giả quan. Phong 55 cái đồ về mang vừa. Phong 55 cái đồ về mang vừa. Chứ bên rêu 99k hay từ rêu. Rêu, đây lớp lót trong của nó đây. Mã 24 và mã rêu. Rồi comment rêu. Mã 24 của Đoàn Ngọc Phương. Rêu cả nhà ơi. Chốt rêu. Chị Đoàn Ngọc Phượng nha. Ở nhà yêu ơi, làm hai lớp là mấy chị nhìn thấy chưa? Kaki đã dài rồi còn hai lớp đó nữa hả? Rồi cái đơn em xin nhắc lại, đơn của like trưa nay tối nay và ngày mai còn hai like nữa thì ngày mốt thứ hai bên mình mới gọi điện chốt đơn mà gửi hàng. Kho này 60 ký ok. Họ nhìn cái áo mà cũng xuống. Kho này 60 ký được về ok. Ở nhà yêu ơi, hồi riêng ơi. Chốt giùm em mã số 31. Mã số của Kim Phương. 31, 99k, chốt 31. Còn em 31. 31 một cái. Khối tướng hả? Khối 2 túi đi trước. Khoang to bự. Khoang này dưới 60kg là vậy ok. Đây túi phía sau. Túi phía sau. Túi phía sau như thế. Mã 31 chị Nhung Tuyết. Đây trước 33. Áo mặc hết rồi chị Trường Ngọc ơi. 33 cậu nhỏ ơi. 33 hai lớp lớn. Trước 33 cho em. Khoang dưới 60kg là vậy ok hết chưa. 33. Mấy bạn nhỏ nhỏ mà khoang càng nhỏ càng xinh. Chốt 33. Còn đây 33. À, nón. Làm có nón chữ. Mặc màu đen cá tính. Màu đen cá tính không 33 của Nguyên Đan. 5556 rồi về ok ha. Túi trong nè. Rồi túi trong có hết nha. Lót trong nè. Rồi cái đen tay phòng. Đây là tay phòng luôn nó mới chết. Nó có túi trong không nghe. Có chứ yêu ơi. Đây túi trong nè. Đó này lên cho mấy chế coi ha. Túi trong của nó đây. Thăm ký chưa nhanh tay gì mấy nè. Cái này là mỗi mẫu có một cái thôi mấy chị, thành ra đọc chỉ tên những chị đầu tiên thôi. Phòng 55 cái đồ bèo ok, chốt giùm em mã số là 40. 40. Gì ta? Còn em 40. Đó. Rồi 40 cả nhà ơi. Đây hai lớp đó thôi nè. Phòng 55 cái đồ bèo ok, chốt 43. 40 và 43. 43, hai lớp đó, có túi trong hết nha. Hai lớp đó thì hẳn. Đó, áo sơ mi không chị ơi? Thế chị chắc mới nhớ giùm em là comment mã kèm số điện thoại em nhé. Thì đầu tiên sẽ đọc tên. 99k 40 và 43 chốt nhanh lắm. 40 và 43. Mã 40 của Sumo. 43 Lê Ngọc Ánh. Giờ này chị cho Thanh Thúy Trương mới lên 40 nè. Bạn của chị rất chậm nha chị ơi. Rồi cả nhà yêu ơi, phong 55 chứ được về ok ha. Màu rêu. Chốt chị mang 46 nha chứ coi chất kaki. Chất kaki rất là dày. Mà nó còn phổi thêm một cái lớp lót bên trong cục dày ha. Dày dặn như thế. Comment 46, phong 55 chứ được về ok. 46. Chốt 46. Thì cái này giống như là bị hư dít rồi. Mới hư dít kéo, mới rớt dít kéo ra nè. Rồi xe đi chế nào về thay như kéo giùm em nha. Thôi mày phong 60 ký thuộc về ok. 46 Lê Ngọc Ánh. Gài là cái dây kéo trên mạng nó có cái mẹo gài vô dây kéo như này. Em bỏ vô luôn chế nào về gài được gài. Còn thôi mày thay dây kéo giùm em nha. Em xe cho mấy chị yêu. 69k comment 69 xe phong 60 ký thuộc về ok. Nam nữ mang được. Mà trên mạng nó có bày được cái mẹo gài dây kéo lại á. Chế nào biết gài lại gài giùm em. Còn không thay dây kéo giùm em nha. 69k có chốt 69 xe ok.
Bỏ đi cái thiệt nha mấy chị. Mã 6 có 9 sale nha mấy chị. 69 sale. 69 sale, 69 sale. Rồi cái này thì có dạ quang nóng nè. Rồi dạ quang nóng nè mấy chị yêu. Tay dạ cánh dơi. Tay dạ cánh dơi như thế này phong long long cái đầu vàng mang ok. Hả? Mã 6 có 9 sale. Cái này có vàng gam. Rồi cánh dơi ha. Rồi cà phê dài cà phê cánh dơi nha. Phong 5 6 chiếc xe của okay. Nguyên Nguyên 486. Hai màu vàng cam. Cổ dày cũng chiếc cái áo này mới chết. Nó thiệt là không cầm cái áo này nó cái áo 99k gì đâu mà có hàng cà phê xịt sò. Đó của nó là có dạ quen nha. Hai màu vàng cam 99k chốt dùm em hả. Số là 51 vàng màu. 51 vàng cam. 51 vàng cam. Dày lắm. 51 vàng cam phong 55-56 chứ ok. 51 vàng cam phong 55-56 ok hết chưa. 51 được 2 màu vàng cam. 51 vàng cam. Mã 51 vàng của Hường Nguyễn. 51 vàng cam. 51 vàng Lê Ngọc Ánh. Hết vàng còn 1 chiếc nha. 51 vàng còn cam. Mã 51 còn cam. 51 cam Ngô Hoàng Thiên Lâm. Chín thôi, hiện tại.
con chuột lúc nãy hình như có đen rồi nè. Ê, mọi người ơi, nó có khối dạ quang trên nó ha. Khối dạ quang trên nó. Phải 90 của tạ. Và hai túi chuột nè. Kho này 155, 56 cái được rồi, ok, chắc là kaki. Còn đang 92. Chốt 92. Rồi 92 cho cái con chuột. 92 có đọc giá trước mỗi mã cho Nguyên Nguyên. Nó khóa là 99k, 92. Mã 92 rồi nè. Chốt mã 92. Má chết. Đẹp ghê gớm chưa? 155 cái đồ về mang ok hết chị em. Cái này chốt chị em mã 99. 99 hàng 2 lớp, kaki 2 lớp hết. Kaki 2 lớp có túi trong. Kaki dày này có túi trong nha. Còn kaki lụa thì cái có cái không. 92 và 99. Và 99 nha. 92 từ ngọc. 99. Nè kaki lụa nè. Kaki dày là chắc nó sẽ dày hơn kaki lụa một xíu. Kaki lụa này chắc nó cũng dày nhưng mà nó mượt hơn kaki kia. Kaki kia chắc rồi nói nó không mượt bạc mà nó dày. Nói chung là mỗi cái có một cái ưu điểm cái thích riêng cả nhà ơi. Và cả nhà kaki lụa nè. 55 cái đồng bạc ok. Chốt giùm em mã số là 2. 2 cho em. Mã 99 qua mã số 2. Rồi mã số 2. Chốt mã 2 cái này kaki lụa nữa nè. Mã 99 của Vũ Nhi. Rồi cái này kaki lụa. Tất cả đều là hàng 2 lớp hết nha. Không phải dù nha cả nhà nha. Kaki và kaki lụa nha. Rồi mọi người ơi. Con 55, 56 rồi rồi ok. Chốt số 3. Mã số 2 của Lê Ngọc Anh. Chốt số 3 nha cái kaki lụa. Chốt số 3. Rồi con cũng 55 cái đồ về ok. Con cũng 55 cái đồ về ok. Cũng 2 lớp như thế. Này chốt giùm em số 6. Số 6 dày lắm luôn. Chốt số 6. Rồi chốt số 6 cho em. Em này có 2 màu bò và hồng. Em này 2 màu bò hồng. 3 và 6. Con 60 cái độ bè ok, nam nữ mặc được hết. Mã số 3 của Miu Nhi. Nam nữ mặc được hết mấy chế, hàng 2 lớp. Hôm nay có bò hồng, hàng 2 lớp hả? Con 60 cái độ bè ok, nam nữ mặc được. Còn đây thì đang mã số là 15 kèm hồng. Mã 6. 15 bò hồng. Mã 6 Thanh Lê. 15 bò hồng. 15 bò hồng, đánh phong ha. Phong rộng dấu quần này đang hot hồng hồng. 15 có 2 màu bò hồng. Phong rộng dấu quần này đang hot, dữ lắm lắm luôn. Mà là bao dễ thương. Bao dễ thương ha. Bò và hồng. Bò và hồng. 15 kèm màu giúp mình với chị. Rồi, bò hồng cả nha. Nam nữ mặc được hết nha mọi người nha. Cái phong rộng dấu quần này đang hot hồng hồng nè. Đặc biệt là mấy em đi học, mấy em hút mấy cái phong rộng này dữ lắm. Càng rộng càng tốt. Cái mới của mình mãi kèm xuống lại nè. Rồi, bò hồng. Mã 15 hồng của Hoài Thu. Còn bò hồng. Con ngảo thôi. 15 hồng của Nắng Liên. Hết hồng còn bò. Ta kỹ lụa. Rồi em này có cam bò. 15 bò Nguyễn Ngọc Hà. Rồi em này có cam và bò ha. Hôm 55 kỹ lụa ok. Dạ cánh dơ. Dạ cánh hơi dơ như thế này ha. Đây hai lớp đó. Em này có cam và bò. Còn em 18.99k ha. 18 cam bò có túi trong. 18 cam và bò. Con 55 ký hợp vậy ok. Cam bò mã 18 cho em. Mã 18 áo khoác đây. Mã 99 giá 99k chị Linh Nguyên. Cam nó chế vô ơi. Cam và bò. Còn thấy Anna Sĩ. Cam và bò. 18 hai màu cam bò. 99k. Cực kỳ dày hai lớp. Cam bò cho em. Mã 18 cam của Sang Võ. Còn 18 bò. 18 bò gì Thảo Hà. Ba cây lụa nào mới chết. Hôm này 55, 56 ok hết cho em. 99k. Thì tụi này thế này 99k cả nhà ơi. Chất kaki lụa ha, kaki lụa này dày và chất rất là mượt. Rồi cả nhà yêu ơi, cái này chốt giùm em mã số là 21. Rồi mã 21 giùm em, 99k ha. Chốt 21 giùm em. Comment giùm em mã 21. Chốt 21 mới chứ yêu. Comment 21 giùm em nha mọi người ơi. Chốt 21 giùm em nè, chất kaki lụa dày.
Con 55, 56 thì đồ bài ok. Má 21 của chị Lê Ngọc Ánh. 21 còn 21 Trần Đông Trang Trần. Mã 24 thì Dương. Hà Phạm ơi, mình chưa thấy cái thông tin địa chỉ của Hà Phạm trong tin nhắn, mình chưa chốt thêm được như chị ơi. 21 phần 1, Kentucky. Mã 24 của Hoài Thu. Không, 55 cái đồ vẹo ok chứ. Hai túi không? Túi trong là mấy chị. Hai túi trong rồi đó. Có túi trong hết cho mọi người nha. Cái này chốt 23. 23 đừng cái. Hai cái. Tay có dạ quang. Đây tay nó có dạ quang nha mấy chị yêu nha. Hai bên tay đều có dạ quang hết chứ. Còn thấy chị Ly chốt. Đó. 23, đúng rồi. 23 nè, 23 được hai cái. Mã 23 của Hân Hân. Mã 23 của Hân Phan. Đây một chút. Màu rút tại nhà ơi, không 55 cái đồ về ok, ca chi lũa. Còn đây dùng như là rút. Hai lớp lót 99 cao. Chốt rút. Mùa này thì tình mặn ra đường không có cái áo khoác, có thể chiến liền luôn mới chứ thôi. Lại mà hai thằng răng đánh với nhau cục cập luôn mới chứ. Còn đây dùng em. Chị Hà Phạm ơi, nếu mà ở Tung Tràng thì vào nhà lấy giúp mình nha chị. Sáng thứ hai trong giờ chính vào lấy giúp mình nha. Dạ đúng rồi, chị nào chốt cho em thì cho địa chỉ tin nhắn cho em nha. Mà rút chị Ly chút. Mà rút chị Thảo Minh. Mà rút Minh Sang. Rút còn 3. Chế nào mà rút còn 3. Rút còn 3 cái. Rút Nguyễn Ngọc Hà. Cam và bò. Cam dài. Hôm
55 kia ok. 55 56 kia ok hả? Có xuống trong. Comment giùm em 11 cam và 11 bò. 11 hai màu cam bò. 11 cam và bò. Chốt 11 kèm màu giùm em nha mọi người ơi. 11 cam bò, hai em hai màu. Cam và bò ha, các cam các bò bấm 11. Bấm 11 cam bò. 11 có cam bò. 11 hai màu cam bò. Bấm 11 cam của Thảo Hà. 11 còn đủ cam bò không? Hết, còn 11 bò thôi. 11 bò bò. Rồi em này cũng có đen bò. Em này có đen và bò. Tay có giả quang. Tay có giả quang mọi người ơi. Hai lớp lót này thì... Bảo 11 bò của Thanh Quý Trương. 055 mọi người ok nhớ thì em đi nha. Mọi người biết em mà, hai lớp. Em này có đen bò. Comment 13. Liên Lê đã nhận được hết đơn hàng chứ là Liên Lê. 13 đen và bò. 13 đen nè. Tay có giả quang nha phải này nha. 13 đen. Đơn ngày 5 tháng 10 đã nhận chưa, nhận được chưa Liên Lê? 13 bò. 13 đen và 13 bò. 13 hay 12? 13. 13 có hai màu đen bò. Thì cũng cái này có hàng ngang cái cọc. 13 đen bò ngân khoang. Cọc như kéo nữa. 13 bò. Ở hết chưa? Hết rồi. Rồi cái này có đỏ và bò. Hoa cúc, có đỏ và bò. 055 ký độ vẹo ok. Hoa cúc kèm màu. Hai lớp nè. Hoa cúc kèm màu cho em. Hoa cúc đỏ nè. Hoa cúc bò. 99k. Hàng ra ngoài không có giá 99k đâu mấy chế. Rồi hoa cúc kèm màu. Mã hoa cúc kèm màu. Hoa cúc đỏ và bò. Bò của Ngọc Tuyền. Này chốt giùm em mã số là 30 không đánh dơi. 50 55 56 ok. Cúc còn đỏ rất là bò. 30 cao cao kia dài lắm. Hoa cúc còn đỏ cái gì? Không cánh dơi luôn nè. Màu hơi khác xíu nhá. Cái 30 màu hơi khác. Còn cái này chốt 31. Cái này màu hơi khác thì giống nhau nhưng mà màu khác nên là phải khác nhá. Hoa cúc còn đỏ 30 rồi 31 99 ca 31 rồi. Hoa cúc đỏ bên sang. Mã mấy? 30 và 31. Còn 30, 31. Mã 30 của Thảo Hà. Là con này nam nữ mang được 60kg độ vẹo ok. Nam nữ mang được có rút bo. Rồi có rút bo ha. Nam nữ mang được hết thì mấy. Sang quả được 4. 99k hàng 2 lắm đó. Còn 60kg. Mã còn 31 đúng không? 31 à. 34 Trần Đông Trang Trần. Đây còn men 35. Này chút 35 thì men. Này chút 35. Em này có xanh hồng. Còn 35 hết 34 rồi mình chịu ơi. Em này có xanh hồng. Con 155 ký độ vẹo ok. Hai màu xanh hồng. Hai màu xanh hồng hai lớp đó. Còn men dùm em 38 kèm màu. 38 xanh và hồng. 35 và 38. 38 35 38 xanh hồng. 38 xanh hồng giùm em. Hai túi tiền trước nè. Rồi túi trong của nó nè. Có túi trong hết cho em. 38 xanh hồng. 35 một cái. 38 xanh hồng. 99k. 38 38 xanh của Nam A Sĩ. 38 hồng ngân phan. 35 của Mến Nguyễn. Rồi em này có đen cam. Em này có đen cam. 99k phiên sau. Phiên sau là mấy chế gì? Phiên sau có giả quang. Phiên sau có giả quang ha. 055 ký độ vẹo ok. Có đen cam. Rồi comment giùm em mã số là 42. 42 đen cam. Hai lớp lót nè. 42 đen và cam. 42 kèm màu 99k.
42 đen cam. Mã 42 đen cam. Của Dạ Quang thì rồi thứ hai chú ý điện thoại của mình nhờ cô tá phát lại cho Liên Liên. Rồi 42 đen cam được hai cái. 42 đen cam. Chị xin chú ta 42 đen cam. 42 đen cam giùm em. Cúc xanh. 42 đen hơn không? 42 cầu cam. Rồi cúc xanh nè. Cúc xanh, phải nhảy đi qua. Chốt cúc xanh. 55 chế độ bèo ok hết rồi nha. 42 cam của Hình Diệu. 99k cúc xanh có túi trong. Cúc xanh. Chốt cúc xanh nha. Rồi em này có đỏ đen nè. 99k. 99k mọi người ơi. Cúc xanh là na sĩ. Không, 55 chế độ bèo ok hết thì em 55, 56, 56. Rồi em này có đỏ đen có túi trong nè. Chốt thì em mở số mà 50 kèm mập, 50 đỏ đen, 99k 50 đỏ và đen. Hai túi xuyên trước có túi trong, hai túi xuyên trước có túi trong, hai túi có phố thiên sau lên thế này nè. Rồi đỏ đen mã nhập 50 hai cái đỏ đen, mã 50 đen của Ngân Phan, 50 đỏ của Minh Sang. Em này đỏ ca 99k. Hàng này hàng ca vi xịt cho nó chế không có vi dầu. Không phải vi lửa, không phải vừa khác hả? Đẹp chưa? Nam nữ mang được cái này hết nha mọi người nha. Có giả quan chứ đi sau cuối. Phòng 60kg độ bề mang ok. Phòng 60kg độ bề mang ok cho em. Comment dùm em mã số là 58. Chốt 58. 58 không sống thì chỉ được bài ok. Chốt 58 thì lên. Nam nữ mang được. Chốt 58 thì chỉ ra 58 thì ra. Chốt 58 thì mẹ. Vô cả anh. Để không rửa 58 mới Nguyễn. Để đi. Mấy giờ? 10 giờ. 58 còn cái anh. 58 còn cái. 58 Ngân Phan. Cái Diệu Trang nè. Phong 55 cái đồ bèo ok. Cái này có vàng đây. Hồng vàng nữa. Rồi em này có hai màu hồng vàng. Em này có hai màu hồng vàng. Phong 55 cái đồ bèo ok. Áo khoác là trứng trứng da nha chị. Trứng trứng da 58 hồng cả. Rồi 60 hồng vàng. 58 thấy rồi. 60 hồng vàng. 60 hồng vàng có túi trong hết. Lót trong, lớp lót trong thì nó cũng xịt. Nó mới chết các ca phi dài xịt dữ lắm. 60 hồng vàng. 62 màu hồng vàng. 60 hồng vàng. 60 có 2 màu hồng vàng. Đẹp như mơ. Sao cái áo nè. Đã có 99k cái áo quá trời xịt. Hồng vàng. Phan 60 cái độ vàng ok. 60 hồng vàng của Ngân Phan. Mà chủ không nói. 1, 2, 3, 4, 5. 60 còn hết. Phan 60 kg độ vàng ok. Này nó có rút bao ha. Chỉ nào thấy rút bao là rút, còn không thì mặc cái bao này đang hot rồi. Rồi comment giùm em là 65. Rồi chút 65 giùm em. 65 được một cái. Tất cả đều là hàng 2 lớp hết nha cả nhà nhá. Hàng lớp 2 lớp hết. Comment 65. Tay nó có phối giặt qua 65 năng lượng mang được. Chút 65. Em này có bò. Em này có bò và cao. Chút cao kia dài. Cái kia lụa đó, này giờ toàn kia dày không à. Đây cả nhà yêu quá. Mấy cái bo mã 65 của Hoa mà. Cái mấy cái bo này đang hot dữ lắm luôn á. Đây, chẳng ai mặc cái này mà cũng to đâu mấy chế. Vỉ hốt con. Còn bên dưới này đang còn rộng rộng rộng, bây giờ đang hot. Rồi, chốt 70. 70 cam, không phải con 60 chứ không ok luôn, không phải con to. Hoa đọc rõ, tôi nhắn mã ngồi cho trong hộp thi mình nha. 70 cam, 70 bò. Hai lớp đó, 70 bò cam. 70 có 2 màu bò cam. 70 bò cam, rút cái kia này. 70 bò cam, nó có rút bơ đó, chỉ là cái rút 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 thì thôi ha. 70 cam Nguyễn Hạnh. 70 còn bò. 70 còn bò. Chốt 70 bò cho em. 70 còn bò. 70 còn bò. 70 còn bò nha mấy chị. Em này có đỏ. 70 bò Tâm Hoàng. Em này có vàng và hồng. Con trưởng thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
70 hết đúng không? Hết rồi. Mã 6 thúy bỏ. Còn 7.
Và cả nhà ơi, chị chỉnh ra nè. Sau căng lâm cái đồ này ok. Chốt chùm em mã 11. Mã 11 mấy chị ơi. Lê Thị Mỹ Huy cho sai số điện thoại nha chị ơi. Mã nó không chốt được nha. 7 và 11 á. Mấy chị ơi, offline qua vòng quay may mắn tặng quà mấy chị. Mã 7 và 11 không chị? Mã 11 sang rã. Ủa, mã 11 sang vỏ. Ủa, quả hàng quá khổ. Tặng quà mấy chị ơi. Tặng quà offline. Tặng quà nha mọi người ơi. Để sức khỏe ổn định nha mấy chế. Nhớ giùm em thứ hai em chốt đơn đi hàng hết cho mấy chế nha. Ok, comment lên mọi người ơi. Tặng quà nè. Mã số 7 Phạm Hương. Nhớ giùm em nè, người trúng quà là còn trong live và nhớ giùm em là nhận quà cách đây một tuần nha cả nhà nha. Kể cả quà tặng may mắn lẫn quà tặng chia sẻ nha mọi người ơi. Như cả 7/7 nha. Vũ Hà Diễm Thu comment quà tặng may mắn lên giùm em nha. Vũ Hà Diễm Thu comment quà tặng may mắn lên giùm em nè. Rồi bây giờ thì bye bye mọi người nha. Vũ Hà Diễm Thu còn đó này chưa? Mai em sẽ gặp lại mấy chế yêu nha. Rồi bye bye mấy chế yêu. Thôi chấm. Rồi, okay. Rồi bye bye cả nhà nha.